Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Okay, good morning. Một lần nữa xin chào hội thánh. Well, as we all know, we're coming on our third week of our 21 days of fasting and praying. Như chúng ta đã biết là chúng ta đang bước vào tuần thứ 3 của 21 ngày kiêng ăn cầu nguyện. It's incredible for those of you who have been on this journey with us and been fasting and praying. Thật là phước hạnh để các anh chị em cùng đồng hành với nhau trong linh trình này và chúng ta cùng dự phần trong việc kiêng ăn cầu nguyện với hội thánh. I hope that you're able to receive something, the insight that the Lord is trying to give you, or even be able to get the answers that you've been asking from the Lord. Và tôi tin và đặt niềm tin rằng Chúa đang dạy dỗ hướng dẫn anh chị em và chia sẻ với anh chị em những điều hết sức là uy nghiêm ở trong Chúa, ở trong thời giờ mà chúng ta tìm kiếm Chúa biệt riêng cuộc đời của mình để lắng nghe tiếng của Chúa. This past Friday, thứ sáu vừa qua, it's been very refreshing to be here. Thật là tươi mát để chúng ta có mặt ở tại đây. To be able to worship God. Để chúng ta có thể cùng nhau thờ phượng Chúa. But to be able to understand the truth about being His children. Và cũng biết được một cái lẽ thật hết sức là quan trọng của việc chúng ta thật là con cái của Đức Chúa Trời. It was uplifting to my spirit to be able to be here in the sanctuary and to hear all of our voices declaring what our Lord has done for us. Và tâm linh của tôi thì hết sức là được phấn khởi. Tôi cảm ơn Chúa để cùng có mặt với anh chị em và chúng ta đã cùng nhau lớn tiếng công bố địa vị của chúng ta là ai ở trong Chúa. And the truth that we were all able to start declaring over our lives. Và những lẽ thật mà chúng ta bắt đầu công bố vào cuộc đời của chúng ta. Being children of the Most High. Là con của Đức Chúa Trời chí cao. I don't know how many of us take pride in being a child of Christ. Tôi không biết có bao nhiêu người tại đây chúng ta hãnh diện vì chúng ta được làm con của Đức Chúa Trời. But it's something to boast about. It's something to be happy about. It's something that should be something you're proud and can tell people in this world. Anh chị em, đây phải là điều mà chúng ta hết sức là hãnh diện để chúng ta nói với mọi người ở trên thế gian này, đó là chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta thuộc về Chúa. We have the best father that we could ask for. Chúng ta có một người cha tốt nhất mà chúng ta có thể có được ở trong đời này. But the thing is, nhưng mà vấn đề là there's someone out in this world, có ai đó ở ngoài kia trong thế giới này that wants us to not know that. Họ cái lực này không muốn chúng ta biết rằng chúng ta là ai trong Chúa. The enemy is constantly trying to change the idea or the understanding in your mind and in your life that you're a child of God. Kẻ thù tìm đủ một cách để thay đổi cái nhìn của chúng ta, sự nhận biết của chúng ta, để chúng ta quên rằng mình là con của Đức Chúa Trời chí cao. And the enemy wants to change it because he knows that he doesn't get to receive what we have. Và kẻ thù nó tìm đủ một cách để nó ngăn chặn và cướp đi của chúng ta điều này bởi vì cái sự ganh tị của nó biết rằng nó sẽ không bao giờ có thể hưởng được cái phước hạnh mà chúng ta có được. And I know that it makes him angry. Và chính điều đó đã làm cho ma quỷ giận dữ. Because bởi vì he has no authority over our lives. Khi chúng ta biết được mình là ai trong Chúa thì nó không có quyền ở trên đời sống chúng ta nữa. That we can call on our Father's name. Đó là chúng ta có thể kêu cầu danh của Cha chúng ta. And we're protected. Và chúng ta được bảo vệ. And that he has no power over us. Thì kẻ thù không có quyền ở trên đời sống chúng ta nữa. As we journey in life with our relationship with God. Và khi chúng ta bước đi ở trong cuộc đời này, trong mối liên hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời. The enemy will constantly try to rob or to steal from you. Kẻ thù sẽ liên tục tìm cách để cướp và lấy đi của chúng ta. Because the most important thing you have in life. Bởi vì cái điều quan trọng nhất, tốt nhất mà chúng ta có được ở trong đời sống is the security and the understanding of being a part of this family. Đó là sự an ninh và sự đảm bảo chắc chắn rằng chúng ta thuộc về gia đình của Đức Chúa Trời. And what the enemy wants to do, và kẻ thù tìm đủ mọi cách để làm is separate you. Đó là tách rời chúng ta hay là ngăn trở chúng ta, tách chúng ta khỏi mối liên hệ với Chúa. The most vulnerable. Để rồi chúng ta trở nên mồi ngon cho nó. To get you to be alone. Để chúng ta bước đi một cách đơn côi. Because the attack is much easier. Bởi vì như vậy thì cái sự tấn công của nó sẽ thành công một cách dễ dàng. And he doesn't have to try as hard. Nó không cần phải cố gắng. But what we know, nhưng mà điều chúng ta biết, and the truth, và lẽ thật, is that we're never alone with Christ. Đó là có Đấng Christ thì chúng ta không bao giờ một mình, chúng ta không bao giờ cô đơn. So the enemy is going to try to do things to tempt you. Thì kẻ thù nó tìm đủ một cách để nó cám dỗ chúng ta. To lure you away from God. Để nó câu nhử và kéo chúng ta đi xa Chúa. But what are we going to learn today? Mà điều mà chúng ta sẽ học ở trong ngày hôm nay is to be awake.
Đó là chúng ta phải tỉnh thức. To not be caught sleeping during this time of battle. Để chúng ta không bị bắt gặp là một người đang ngủ mê ở trong trận chiến này. And we're talking about open heaven. Chúng ta nói về cổng trời mở rộng. In a time that we can receive and see and learn everything from our heavenly Father. Đó là đây là cái thời điểm mà chúng ta có thể thấy, chúng ta có thể nhận được những phước hạnh từ nơi Cha trên trời của chúng ta. Do you think that he wants us to experience that? Anh chị em có nghĩ rằng Chúa Ngài muốn chúng ta kinh nghiệm điều đó không? That's what he wants us to have. Đó là điều mà Chúa thật sự muốn chúng ta có được ở trong đời sống chúng ta. But that's not what the enemy wants us to have. Nhưng mà kẻ thù của chúng ta thì không muốn chúng ta kinh nghiệm được điều đó bao giờ. So you have to ask yourself. Cho nên chúng ta phải tự hỏi. When you're going through these tough times. Khi chúng ta trải qua những thách thức, những giai đoạn khó khăn ở trong đời sống. Why? Tại sao? When you're going through temptation. Khi chúng ta trải qua những cám dỗ. Why? Tại sao? When you feel like you're being pulled left and right in the world. Và khi chúng ta bắt gặp chính mình bị giằng co bên trái qua bên phải. Why? Tại sao? The enemy is trying daily. Kẻ thù tìm cách mỗi ngày. To pull us children. Để kéo chúng ta là những người con. Away from our heavenly Father. Đi xa Cha của chúng ta trên trời. And we have to be alert. Và chúng ta phải tỉnh thức. And we have to be aware of all the schemes and the tricks the enemy is trying to do. Chúng ta cũng phải sáng suốt để nhận thấy được cái mưu trước của kẻ thù của chúng ta. I want us to look in Matthew. Tôi xin mời anh chị em chúng ta cùng xem ở trong phúc âm Matthew chapter 26, chương thứ 26, verse 36 to 46. Từ câu 36 cho đến câu số 46. It says, "Then Jesus went with them to the olive grove called Gethsemane, and he said, 'Sit here while I go over there to pray.'" Rồi Đức Chúa Giêsu cùng môn đồ đi đến một chỗ kêu là Gethsemane. Ngài phán rằng, "Hãy ngồi đây đợi ta đi cầu nguyện đằng kia." He took Peter and Zebedee's two sons, James and John, and became anguished and distressed. Đoạn Ngài bèn đem Phi-rơ và hai con của Sê-bê-đê đi với mình. Tức thì Ngài buồn bực và sầu não lắm. He told them, "My soul is crushed with grief to the point of death. Stay here and keep watch with me." Ngài bèn phán, "Linh hồn ta buồn bực cho đến chết. Các ngươi hãy ở đây và tỉnh thức với ta." He went on a little farther and bowed with his face to the ground, praying, "My Father, if it is possible, let this cup of suffering be taken away from me. Yet I want your will to be done, not mine." Rồi Ngài bước tới một ít, sắp mặt xuống đất mà cầu nguyện rằng, "Cha ơi, nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con, song không theo ý muốn con mà theo ý muốn Cha." Then he returned to the disciples and found them asleep. He said to Peter, "Couldn't you watch with me even one hour?" Kế đó Ngài trở lại với môn đồ, thấy đang ngủ, thì Ngài phán cùng Phi-rơ rằng, "Thế thì các ngươi không tỉnh thức với ta trong một giờ được." And keep watch and pray so that you will not give into temptation, for the spirit is willing but the body is weak. Hãy thức canh và cầu nguyện kẻo các ngươi xa vào trước cám dỗ. Tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt thì yếu đuối. And then Jesus left them a second time and prayed, "My Father, if this cup cannot be taken away unless I drink it, your will be done." Ngài lại đi lần thứ hai mà cầu nguyện rằng, "Cha ơi, nếu chén này không thể lìa khỏi con được mà con phải uống, thì xin ý Cha được nên." And when he returned to them again, he found them sleeping, for they couldn't keep their eyes open. Ngài trở lại nữa thì thấy môn đồ còn ngủ, vì mắt của họ đừ quá rồi. So he went to pray a third time, saying the same things. Đoạn Ngài bỏ họ lại mà đi cầu nguyện lần thứ ba và lập xin như lời trước. And then he came to the disciples and said, "Go ahead and sleep, have your rest. But look, the time has come. The Son of Man is betrayed into the hands of the sinners. Up, let's be going. Look, my betrayer is here." Rồi Ngài đến với môn đồ mà phán rằng, "Bây giờ các ngươi ngủ và nghỉ ngơi ư? Này giờ đã đến, đã gần tới. Con người sẽ bị nộp trong tay kẻ có tội. Hãy trở dậy đi hè." Kẻ phản ta đang đến kìa. When I look at the scripture, khi tôi suy gẫm phần kinh thánh này, I wonder to myself, tôi tự hỏi, could I stay awake? Tôi có thể thức được không? Many of us have a hard time in being able to do what it is that the Lord asks us to do. Nhiều người trong chúng ta gặp cái khó khăn trong việc làm theo những điều mà Chúa muốn chúng ta làm. On the physical side, về thuộc thể, on the spiritual side, cũng như thuộc linh. But there's a lesson that Jesus was trying to teach. Nhưng mà có một cái bài học ở tại đây mà chúng ta thấy Chúa Giêsu Ngài muốn dạy dỗ. So Jesus could have went on his own. Chúa Giêsu Ngài có thể đi một mình. Jesus could have prayed by himself. Ngài cũng có thể cầu nguyện một mình. But he had others come with him. Nhưng mà Ngài mời các môn đồ đi với Ngài. And he asked them for a specific. Và Ngài yêu cầu họ một cái điều rất là chính xác. To stay awake. Đó là hãy tỉnh thức. To keep watch. Hãy tỉnh thức. And he knew that he was going to God to speak to him. Và Ngài biết rằng Ngài sẽ đi đến với Chúa Cha và thưa chuyện với he Cha. He knew that in those moments he was vulnerable. Ngài biết rằng ở trong giây phút đó thì Ngài đang ở trong một cái hoàn cảnh pouring rất là dễ bị tấn công.
Và chúng ta biết rằng đang trải qua một cái giây phút hết sức là khó khăn mà Ngài tranh chiến tại đây, và Ngài tuôn đổ tâm lòng của mình với Đức Chúa Trời. He knew the journey he was about to go on, being betrayed and being on the cross. Ngài biết rằng Ngài sắp sửa phải trải qua một cái hành trình, đó là sẽ gặp cái kẻ phản bội chính là môn đệ của mình, và Ngài cũng sẽ bị chịu những cái sự thương khó. But in preparation he went to pray. Nhưng mà trong lúc để chuẩn bị cho cái việc mình sắp đối diện tới đây, thì Ngài đã tách rời để cầu nguyện. There's a lot to learn from what Jesus is doing. Và đây có rất là nhiều điều chúng ta có thể học được nơi việc Đức Chúa Jesus Ngài đã làm trong lúc này. And what he was telling his disciples. Và những gì Ngài bảo các môn đệ của Chúa phải làm. During this time of prayer and fasting. Anh chị em, ở trong cái thời gian mà hội thánh của chúng ta kiêng ăn và cầu nguyện. You're learning to deny your flesh. Chúng ta đã học để chúng ta khước từ những ham muốn của xác thịt. For many of you, you may be fasting certain things. Đối với một số anh chị em có thể không có kiêng ăn thức ăn, nhưng mà chúng ta kiêng bỏ một cái gì đó. It could be food. Nó có thể là thức ăn. It could be social media. Nó có thể là mạng xã hội. Anything. Hay là bất cứ một điều gì cầm giữ chúng ta. And usually. Và thường thì. For me. Đối với tôi. When I'm fasting. Khi tôi kiêng ăn. The thing that I'm fasting, it never really tempts me. Thì những điều mà tôi kiêng đó, thì bình thường nó không có cám dỗ tôi. Because at some point in my fast, nhưng mà rồi thì ở trong một cái giai đoạn nào đó, thời điểm nào đó trong kỳ kiêng ăn, I get to the point where I'm just like, it's okay. Thì tôi bắt đầu, chúng tôi không còn là tập trung và cảnh giác nữa. Tôi rằng, ôi, không sao, như vậy là mình đã thoát được rồi. The other day, mấy hôm trước, I went to the mall. Tôi đi đến khu mua sắm. I was pushing Easton around. Tôi đẩy cháu Easton đi lại ở trong khu mua sắm. And my nose. Và cái mũi của tôi smelled something. Bắt đầu đánh hơi được. Cinnamon rolls. Oh, cái mùi thơm của bánh cinnamon mà nó trộn với lại bột quế. It smelled so sweet. Oh, cái mùi của nó nghe nó ngọt ngào làm sao á. I could taste it, but I wasn't eating it. Tôi có thể nếm được nó ở trong cái cảm xúc của mình, mặc dù tôi không có ăn. I pushed Easton around. Tôi đẩy Easton đi vòng. Where is that smell coming from? Thì tôi cứ hỏi là thắc mắc là xuất hiện từ đâu vậy? And then I see Mike and Kim and Lynn and all the kids standing in line. Và tôi lại thấy Michael, Kim và các cháu cũng như chị của tôi Christina đang đứng xếp hàng. I just looked at them. Tôi nhìn họ. But they said we're just getting lemonade. Thì họ trả lời rằng không, chúng tôi không có đến đây ăn cái bánh này đâu, mà chỉ có uống nước chanh thôi. And out of all places they wanted to get lemonade, they got it from a cinnamon place. Thì tất cả những nơi có thể mua nước chanh để uống thì lại đi tới cái tiệm này để mà mua nước chanh. I had to push my car away. Tôi phải tránh sự cám dỗ, cho nên đẩy xe đi chỗ khác. So come on. Tôi nói rằng tại sao vậy? And then before. Nhưng mà rồi trước đó. We went to the mall. Chúng tôi đi đến khu mua sắm. I thought going to eat somewhere that I usually like eating would be a good idea. Tôi tính là mình đi đến một cái chỗ mà mình nghĩ rằng cái chỗ này là cái ý tốt để đến đó để mà ăn uống. So we went to go eat hot pot. Thì chúng tôi định là sẽ đi ăn tả bánh lù. I thought in my head. Thì tôi nghĩ ở trong đầu. All the vegetables and noodles I could eat, this is amazing. Tôi có thể ăn cái rau củ ở tại đó thì có nhiều cái sự lựa chọn. But no meat. Nhưng mà không có thịt. And I just watched my sister eat all of the steak and the noodles she wanted. Và tôi nhìn chị của tôi thì lại ăn tất cả những cái miếng thịt bít tết cũng như là những cái mì sợi ở tại đó. And Easton was just eating steak just as much as he could. Easton ngồi kế bên cạnh thì cũng ăn rất là nhiều thịt. And I just sat there. I just sat there looking at him. Tôi ngồi đó và nhìn họ. And then I walked to go get more noodles. Rồi tôi đi để lấy một ít mì sợi. And all the Vietnamese restaurants. Và trong cả những cái tiệm ăn của người Việt. They always have a little corner with ice cream sitting right there. Thì họ lại có một cái góc là có một cái tủ kem đặt ở tại đó. I just looked at it as I walked by. Tôi nhìn cái tủ kem đó trong lúc tôi đi ngang. I really want some right now. Tôi thấy rằng bị cám dỗ là muốn ăn một ít ngay bây giờ. I thought I never would get to this point. Tôi không có nghĩ rằng mình lại có thể đến ở trong một cái chỗ, một cái khoảnh khắc như vậy. I felt pretty strong during my fast. Tôi cảm thấy rằng mình rất là mạnh mẽ trong lúc mình kiêng ăn mà. And I just went back to the table and sat there. Rồi khi tôi trở lại bàn để ngồi. I said, this is not satisfying.
Tôi nói rằng cái này, cái bữa ăn này nó không có thỏa lòng chút nào. This is just fasting. Anh chị em, chỉ này nó có liên hệ đến cái việc kiêng ăn của chúng ta mà thôi. But in life, nhưng mà trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày, the enemy knows, kẻ thù biết what is tempting in your life. Cái điều gì là điều có thể cám dỗ trong cuộc đời chúng ta. He knows, maybe it's your past addictions. Nó có thể biết đó là một cái thói hư tật xấu cũ mà chúng ta đã bỏ. Or maybe it's something you're struggling with. Hay là có một cái sự cám dỗ hay là cái điều gì đó mà chúng ta đang bị nó cầm buộc và chúng ta đang vật lộn với nó. And he's trying to keep you away from the Lord. Và kẻ thù với cái ý định của nó là kéo chúng ta xa Chúa. Why? Tại sao? Why is he trying to separate you from your father? Tại sao kẻ thù luôn tìm cách để tách biệt chúng ta, cách rời chúng ta với Cha thiên thượng của chúng ta? Because he knows. Bởi vì nó biết. That he, if he can disconnect you from the source. Nếu nó có thể tách chúng ta ra khỏi nguồn sống của chúng ta, it's easy to attack you. Thì rất là dễ để nó tấn công chúng ta. Whenever we go anywhere with little kids. Anh chị em, nơi nào chúng ta đi mà có dẫn theo đứa con nhỏ của mình, you always keep them very close to you. Thì chúng ta luôn giữ nó ở gần mình, phải không? And how come in movies and how come in the news we always see that people that are trying to take little kids lure them with things like candy or ice cream or toys? Và rồi chúng ta xem tin tức cũng như trong phim ảnh thì chúng ta thấy một điều đó là có những người họ dụ dỗ các cháu, các bé nhỏ bằng kẹo hoặc là những cái thứ gì đó để kéo nó xa cha mẹ nó. Because it's what's tempting. Bởi vì đó chính là cái điều cám dỗ cho những đứa nhỏ. But what's tempting to you in your life? Còn đối với anh chị em, cái gì là cái nguồn cám dỗ anh chị em là người lớn? What's the enemy putting in front of you? Kẻ thù đang câu nhử cái mồi của gì ăn ở trước mặt chúng ta. When I looked at the scripture, khi tôi xem phần kinh thánh này, to understand, to stay awake and to continue praying, để có thể hiểu, để có thể tiếp tục ở trong cái tinh thần tỉnh thức và cầu nguyện. From me, from what I've learned, đối với tôi, những điều mà tôi học được, I really don't think Jesus needed the disciples to sit there with him and pray. Tôi không nghĩ rằng Đức Chúa Giêsu thật sự cần các môn đồ của Chúa ở bên cạnh Ngài để mà cùng với Ngài cầu nguyện. But he was showing them something. Nhưng mà Chúa Ngài muốn dạy họ điều gì đó. You could see what it was that he was doing before he was about to go and face the cross. Anh chị em, tại đây chúng ta thấy điều Chúa Giêsu Ngài đang thực hiện ngay trước mắt chúng ta cho những công khi sự chuẩn bị trước khi Ngài bước lên thập tự giá. Thứ nhất là chuẩn bị tấm lòng của Ngài, là chuẩn bị đời sống của Ngài. You can see the battle, the internal battle that Jesus is having. Và chúng ta cũng có thể thấy được diễn tả cho chúng ta cái trận chiến bề trong mà Chúa Giêsu đang chiến đấu. He asked, Ngài hỏi, Ngài xin, if it's possible, nếu có thể được, take this cup of suffering away. Xin Cha cất cái chén này, cái chén của sự đau thương này khỏi con. He knew what was about to come. Chúa biết những gì đang sắp xảy ra. He knew the hurt he was about to receive. Ngài biết rằng cái nỗi đau đớn tột cùng khi Ngài sắp sửa đón nhận. Then he realized, rồi Ngài nhận biết, in his time of communication, ở trong cái thời giờ tương giao với Chúa Cha, but if this is the only way, nếu đây là con đường duy nhất để cứu người, if this is the will, nếu đây là ý của Cha, if this is how it has to be done, nếu đây phải là cái cách phải thực hiện để có thể tạo nên sự cứu rỗi, then Jesus accepted it anew. Thì Chúa Giêsu Ngài sẵn lòng chấp nhận và biết rằng. But what are we learning during this time? Anh chị em, chúng ta học được gì trong thời gian này? I've got two points for us. Tôi có hai điểm để chia sẻ với anh chị em trong ngày hôm nay. The first one, điểm thứ nhất, keep watch. Hãy tỉnh thức. Keep watch. Hãy tỉnh thức. The enemy is constantly trying to steal from you. Kẻ thù đang liên tục tìm cách để cướp đi từ nơi chúng ta. And you have to realize, chúng ta cần phải nhận biết, what it is that he's trying to steal from you. Kẻ thù đang tìm cách để cướp điều gì khỏi anh chị em. He's trying to change and mix up things in your life so that you will deny Christ. Nó tìm đủ một cách để thay đổi và làm xáo trộn những điều trong đời sống để dẫn chúng ta đến chỗ chúng ta sẽ chối Chúa. In Jesus' mind and in his heart, I know he knew the plan that he came to this earth to do. Tôi biết rằng trong tâm trí, trong tâm lòng Đức Chúa Giêsu Ngài biết rất là rõ cái mục đích mà Ngài đến thế gian này để thực hiện. But you can see the battle that he's having inside of his heart. Nhưng mà chúng ta cũng có thể thấy ở đây một trận chiến đang diễn ra trong tâm lòng của Ngài. And what does he do? Anh chị em thấy đối diện với cái trận chiến này Chúa Giêsu Ngài đã làm gì? He turns to God. Ngài đến hướng về Đức Chúa Trời. To strengthen his spirit. Để có thể làm củng cố mạnh mẽ cái tâm linh của mình. He's staying alert. Và Ngài tỉnh thức. And seeing the enemy's trying to persuade him. Và cũng thấy kẻ thù đang tìm cách để thuyết phục Ngài. To change his heart from doing what it is he was created to do. Để
thay đổi tấm lòng của Ngài mà không muốn, không tiếp tục thực hiện điều mà Ngài đã đến trần gian này để thực hiện. And the enemy is doing the same to you daily. Và kẻ thù cũng làm điều này đối với mỗi anh chị em mỗi ngày. He's trying to rob you of the joys that Christ has brought to you. Nó tìm đủ một cách để cướp đi khỏi anh chị em cái niềm vui mà Chúa đã mang đến đời sống anh chị em. The biggest thing the enemy is trying to take from you. Cái điều lớn nhất mà kẻ thù muốn lấy đi, cướp đi của anh chị em is the truth that you should know. Đó là cái lẽ thật mà anh chị em đáng phải biết. Of being a child of God. Đó là chúng ta là con của Đức Chúa Trời. Constantly in our walk with Christ. Và trong cái liên tục trong bước đường chúng ta bước đi với Chúa. The enemy is trying to set traps. Kẻ thù luôn tìm cách để đặt những cái bẫy. And he knows every single one of you. Và nó biết mỗi một chúng ta rất rõ. And what you fall for the easiest. Và nó biết rằng chúng ta sẽ ngã cho cái cám dỗ nào dễ nhất. Stay alert. Cho nên hỏi anh chị em hãy tỉnh thức. Keep watch. Hãy tỉnh thức. Why is it so important? Tại sao những điều này quan trọng như vậy? During a time of war. Ở trong cái kỳ của trận chiến. You have two different places battling each other. Chúng ta thấy có hai đội quân đang chiến đấu. What if one side decides? Thử hình dung nếu có một bên. In the middle of war. Quyết định là ngay ở giữa cái cuộc chiến này. Let's just take a break and go to sleep. Mình tạm nghỉ đình chiến rồi mình đi ngủ. Everybody, let's just sleep right now. Tất cả mọi người trong đạo quân bây giờ cứ đi ngủ đi. Everybody, put your weapons down. Tất cả mọi người hãy đi ngủ. Get some sleep. Cứ đi ngủ. Well, what do you think the other team's gonna do? Anh chị em nghĩ thì cái đội quân ở bên kia nó làm cái gì trong lúc đội này ngủ? Well, this is a piece of cake. Thì nó nói rằng, ô, cái này dễ như ăn bánh ngọt. They're not even ready. Tụi nó không có sẵn sàng. And they come and attack. Và nó sẽ tấn công tức khắc. When the other side is most vulnerable. Trong cái lúc mà đội bên kia đang yếu nhất và dễ bị đánh nhất. The enemy is trying to do that to us. Kẻ thù đang tìm cách để thực hiện điều này đối với chúng ta. When you spend time away from God. Khi chúng ta bỏ nhiều thời gian sống xa Chúa, not reading his word, không đọc lời của Chúa, not praying, không cầu nguyện, the enemy says this is easy. Kẻ thù nói rằng, ô, cái này dễ ăn rồi. Let me start their day off the way I want it to. Thì bây giờ để cho ta sẽ bắt đầu cái ngày của nó theo cái cách mà ta muốn nó sống khốn khổ. They didn't pray this morning. Nó không cầu nguyện buổi sáng hôm nay. Let's make them fight with each other this morning. Tạo cơ hội để chúng nó cãi nhau đánh nhau sáng hôm nay. What should we fight about this morning? Sáng hôm nay thì sẽ cãi nhau điều gì đây? They didn't take out the trash. Đúng rồi. Không có đem rác ra bữa nay, ngày đổ rác. Let's make their morning even better. Tạo cho cái ngày buổi sáng của nó tồi tệ hơn nữa. Traffic and accidents and everything. Let's get their heart really ready for the day. Để cho cái ngày là bị kẹt xe rồi, thấy tai nạn ở trên đường phố đủ mọi thứ hết. Tạo cho nó một cái ngày bắt đầu một cách tồi tệ như vậy. Let's begin feeding them lies. Bây giờ hãy đút cho tụi nó ăn những cái sự phỉnh dối và lừa bịp. Let's begin planting doubt in their mind. Bây giờ hãy gieo những cái tư tưởng nghi ngờ vào trong tâm lòng của chúng. This is how the enemy works. Anh xem đây là cách mà kẻ thù nó hoạt động đó. When you think about your days. Khi chúng ta nghĩ đến ngày của chúng ta. That you feel like everything's going wrong. Và chúng ta thấy rằng mọi sự dường như là nó đã sai trật hết rồi. Many of us, our first thoughts aren't, let's pray right now. Và có nhiều người trong chúng ta thì cái ý đầu tiên của chúng ta là, ô, mình phải đến với Chúa cầu nguyện ngay bây giờ. Many of us are just like me. Nhiều người trong chúng ta có thể giống như tôi. Why? Thì tại sao? Why today? Chúa ơi, tại sao là ngày hôm nay? I started my day off spilling a drink on my clothes. Bắt đầu một ngày thì con làm mầm đổ thức uống ở trên quần áo của mình. And now I'm late. Bây giờ thì vì thái độ là trễ giờ đến làm việc. And now I don't want to worship. Bây giờ thì tấm lòng như vậy cũng không muốn thờ phượng Chúa nữa. Because I'm so upset. Bởi vì lòng bây giờ đang tức giận. And now my attitude is poor at work. Bây giờ thì cái thái độ thì nó rất là tồi tệ khi đến sở làm. I don't want to be like Christ at work. I'm angry today. Hôm nay tôi không muốn giống Chúa đến Christ lúc nào. Hôm nay tôi đang giận cho nên tôi đến sở làm như thế này. And then someone says something to you. Rồi có người đến nói một cái câu gì đó với chúng ta. You got a little something on your shirt. Thì đến và chỉ ra nó rằng cái áo của anh sao dơ vậy? I know. Trả lời liền, tôi biết rồi. Leave me alone. Hãy bỏ tôi. Để now, yên tôi. Now we begin to see like our natural self. Chúng ta thấy cái tự nhiên của chúng ta. The things that, you know, tick you off a little bit, that make you upset, that make you explode. Những điều mà nó chỉ đến với chúng ta và nó mở ra trong cuộc đời của chúng ta. And to be able to keep watch to know the tricks and the pettiness of the enemy. Và chúng ta có thể thấy được cái kế hoạch
cũng như là cái chiến lược của kẻ thù của chúng ta. Means to be able to have the upper hand on the enemy. Đáng lý ra chúng ta phải là những người cao tay hơn kẻ thù của chúng ta. When you know the attacks, khi chúng ta biết được cái sự tấn công, biết trước sự tấn công. When you know what he's trying to do to you, và chúng ta biết kẻ thù, cái kế hoạch của nó muốn làm gì với chúng ta. They won't bother you. Thì nó sẽ không làm cho chúng ta phiền lòng về việc đó. You begin to rebuke it. Và chúng ta sẽ lớn tiếng và chúng ta quở nó. You begin to say things like, that's not the truth. Và chúng ta sẽ trả lời lại với những cái phỉnh dối rằng đây không phải là sự thật. When you need to keep watch the most, khi kẻ thù tìm chúng ta quý, is when you're vulnerable. Kẻ thù nó quan sát chúng ta nhiều nhất, đó là khi chúng ta dễ bị tấn công nhất. When you're alone, nhất là khi chúng ta ở một mình. When you're by yourself, khi chúng ta sống một mình. The enemy begins to feed lies into your mind. Kẻ thù bắt đầu ở trong cái bầu không khí đó, nó bắt đầu nhồi nhét những cái lừa bịp vào trong trí não của chúng ta. They don't love you. Không ai thương hết á. They don't care about you. Không có ai quan tâm hết á. You have no purpose. Người không có mục đích gì trong đời sống hết. You can't get your life together. Người không thể nào có thể sắp đặt đời sống của mình cho nó tốt đẹp. Just take a little drink. Đi ra uống một cốc đi. Just ease the pain. Thì nó sẽ làm nhận chìm và làm cho tê dại đi cái cảm xúc của mình. Just go smoke. Đi và hút điếu đi. Just a little bit. Một chút thôi mà. Just call your old friends. Hay là gọi cái người bạn cũ của mình. I don't go to church today. Bữa nay tôi không có đi nhà thờ. I don't read your Bible today. Không có đọc kinh thánh hôm nay. Don't pray. Nó có thể nhồi nhét ở trong lòng của chúng ta là đừng cầu nguyện. These are the things that the enemy is trying to do to you. Đây là những điều mà kẻ thù muốn làm cho chúng ta. And it actually happens more often than you think. Và anh chị em, nó xảy ra thường hơn là anh chị em nghĩ. But when we're fasting and praying, nhất là khi chúng ta kiêng ăn cầu nguyện. I see it the easiest, I see it the clearest. Tôi có thể thấy được vấn đề một cách rõ nhất, dễ nhất. In verse 41 it says, keep watch and pray so that you will not give into temptation, for the spirit is willing but the body is weak. Câu 41 nói rằng hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào trước cám dỗ, tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt thì yếu đuối. What happens when you're not strengthening your spirit? Anh chị em, điều gì xảy ra nếu chúng ta không làm cho con người tâm linh chúng ta mạnh mẽ? You have a weak spirit and a weak body. Thì chúng ta có cả hai đều yếu hết, tâm linh cũng yếu mà thể xác cũng yếu. You're not alert. Chúng ta không có tỉnh thức. I've been watching this show. Tôi xem một cái chương trình. And it's about survival. Nói về cái việc để sinh tồn ở ngoài chỗ thiếu thốn đồng vắng. They dropped 15 people off in Alaska. Thì ở tại Alaska người ta đã thả 50 người xuống. They leave them alone. Rồi bỏ họ ở ngoài. And they try to see who can survive the longest. Và để xem coi ai là người có thể sinh tồn dài nhất. Everybody comes up with a plan. Ai cũng có kế hoạch. Before they get there. Nhưng mà trước khi họ đến đó. And then they realize when they get there. Rồi nhận biết khi mình thật sự ở tại hiện trường. Well, that is not going to work. Thì cái kế hoạch của mình đã định trước đó, nó không thể nào kết quả được ở trong cái môi trường này. There's this one man on the show. Có một người ở trong cái chương trình này. He believes. Ông này tin rằng that he can store his food away. Đó là có thể cất thức ăn của mình ở một cái chỗ nào đó. He catches a fish, he stores it away. Bắt được con cá rồi đem cất nó. And then he wakes up the next day. Rồi sáng hôm sau thức dậy. Thinking it's gonna be there. Nghĩ rằng con cá nó vẫn còn đó. It's not there. Chắc chắn là không còn đó rồi. The animals got to it. Những cái con thú nó đã đến và nó tha con cá đi mất rồi. I could have told him that. Tôi có thể nói cho cái ông này, báo cho ông biết là and cái you, đó sai. And you would think. Và anh chị em nghĩ. He would change it up. Ông sẽ thay đổi cái kế hoạch của mình. But the next day. Nhưng mà ngày hôm sau. He does it again. Cũng làm đúng như vậy. But this time. Nhưng mà lần này. He puts rocks on top of it. Thì ông lấy đá ông dằn lên trên con cá. Now for sure nothing's getting to my fish. Ông định trí rằng không có một cái con thú nào có thể đến để mà ăn cắp được cái con cá của tôi. He's happy. Vui lắm. I got a great plan. Tôi có một kế hoạch rất là tốt. He goes to look for his food. Rồi thức dậy và đi kiếm thức ăn của mình. It's not there. Nó cũng vẫn không có ở tại đó. And he's not protecting what it is that he has. Anh thật sự không có bảo vệ được cái gì mà mình đã có. He says, I'll come up with another plan. Thì lại có một kế hoạch khác. I'm just gonna hang it as high as I can. Tôi sẽ treo con cá này lên càng cao càng tốt.
He wakes up the next day. Thức dậy sáng hôm sau. Looks in the tree. Nhìn lên trên cây. I'm ready to eat. Tôi sẵn sàng để có một bữa ăn ngon. It's gone. Con cá nó cũng biến mất. Another contestant. Rồi một người khác ở trong cái cuộc thi đấu. He says. Nói rằng. I know. Tôi biết. That I'm in the wild. Tôi đang sống ở ngoài nơi hoang dã. And everything's gonna try to eat my food. Mà có nhiều thứ muốn ăn thức ăn của tôi. So when I catch something, cho nên khi tôi bắt được cái gì, the safest place for it to be, thì cái chỗ mà an toàn nhất để mà cái thức ăn nó được cất, is in my belly. Đó là trong bụng của tôi. And he eats everything he catches. Cho nên ta đã ăn tất cả những gì mà mình đã có thể bắt được, có thể câu được. Nothing ever gets to it. Là dĩ nhiên là không có gì có thể đến để ăn cắp được. I think that for many of us, tôi tin rằng đối với nhiều người trong chúng ta, we keep God's word on the kitchen counter. Chúng ta để lời của Chúa ở trên nhà bếp. We allow the enemy to misconstrue what it is that we know about His word. Và chúng ta để cho kẻ thù nó đến nó bóp méo vặn vẹo lời của Đức Chúa Trời. But if you kept it in your heart, nhưng mà nếu chúng ta giấu lời Chúa trong lòng chúng ta, kept it in your life, chúng ta giấu lời Chúa ở trong đời sống của mình, you'd know the truth. Thì chúng ta biết lẽ thật. The enemy is trying to change what you know about your heavenly Father every day. Kẻ thù của chúng ta đang tìm cách để thay đổi cái nhìn và sự hiểu biết của chúng ta về Cha của chúng ta trên trời. Mỗi ngày nó muốn làm điều đó. I think for many of us, đối với nhiều người trong chúng ta, if I asked you to play this game, nếu tôi mời anh chị em chúng ta chơi cái trò chơi này, and I said, what does your father look like? Thì cái trò chơi đó là ba của bạn hình dáng ra sao? And if somebody said, Sam, nếu có người nói rằng Sam, your dad has long hair, ba của Sam tóc dài hơn. I said, what? Thì tôi hỏi, mô tả gì không rõ vậy? Have you seen my dad before? Vậy có thấy ba của tôi trước đây không? He has short hair. Có tóc ngắn mà. Your dad has green eyes. Oh, ba của Sam có mắt xanh ạ. What? Hả? Your dad's 7 feet tall. Đó là ba của Sam là cao tới 7 feet. What? Hả? You don't know my dad. Bạn không biết ba của tôi. But this is what the enemy does to us every day. Và đây là việc kẻ thù làm cho mỗi chúng ta mỗi ngày. Your heavenly father doesn't love you. Cha của ngươi không có thể yêu thương ngươi đâu. He left you. Đã bỏ ngươi rồi. He doesn't have a plan for your life. Look at you failing. Không có kế hoạch chương trình gì cho đời sống của ngươi. Coi kìa, ngươi thất bại. He doesn't provide for you. Your wallet's empty. Không có chu cấp gì đâu. Cái túi của ngươi, cái ví của ngươi không có đồng xu nào. And many of us say, yeah, that's true. Nhiều người trong chúng ta đồng ý với nó là đúng rồi, đúng rồi. In our vulnerability. Và anh chị em ở trong cái chỗ dễ bị tấn công đó. We accept the lies of the enemy. Chúng ta đã chấp nhận hay là đón nhận những cái lừa bịp, lối dối của kẻ thù. To be able to keep watch. Để chúng ta có thể liên tục tỉnh thức. To be able to understand what the enemy is trying to do. Để chúng ta có thể hiểu được điều mà kẻ thù đang tìm cách thực hiện. In my opinion, trong cái quan điểm của tôi, this is how you stop yourself from being on the spiritual roller coaster of being on fire with God and not on fire with God. Đây là cách để chúng ta sẽ chấm dứt cái đời sống trồi sụp thuộc linh của chúng ta, bốc cháy cho Chúa, đầy lửa cho Chúa rồi nguội lạnh yếu đuối. Fasting and praying. Kiên ăn và cầu nguyện. Many of us are on fire with God during that time. Nhiều người trong chúng ta là đầy lửa trong lúc chúng ta kiên ăn cầu nguyện. And then after fasting and praying. Nhưng mà sau kỳ kiên ăn cầu nguyện. What happens? Chuyện gì đã xảy ra vậy? It changes somehow. Thay đổi chúng ta một cách bằng một cách lý do nào đó. Right, you're not as alert anymore. Thì sau kỳ kiên ăn chúng ta không còn tỉnh thức và không còn tỉnh nữa. You're asleep. Thì chúng ta lại chìm vào trong giấc ngủ mê. Spiritually asleep. Giấc ngủ mê thuộc linh. Maybe for 21 days you read the Bible almost every day. Có thể trong 21 ngày bạn nghĩa là đọc lời của Chúa hầu như mỗi ngày. And day 22. Mà ngày 22. I should just take a break. Nhưng mà nói rằng thôi mình tạm nghỉ đi. I'll just sleep a little bit. Ngủ nướng thêm một chút đi. I see this happen to a lot of people. Tôi quan sát và thấy điều này đã xảy ra cho nhiều người. A lot of people fast. Rất là nhiều người kiêng ăn sau trong 21 ngày kiêng ăn cầu nguyện. And there are certain things that they fast. Thì có một số điều mà họ đã kiêng trong lúc đó. I remember one time. Tôi nhớ một lần kia. Somebody was fasting. Có người kiêng. And they told me, "Hey, I want to fast what you're fasting." Tôi muốn kiêng cái điều mà mục sư kiêng. Okay. Tôi nói rằng, No meats. Không ăn thịt. No sweets. Không ăn đồ ngọt. I usually just eat vegetables. Tôi thường là chỉ ăn rau. Typically during that time. Thường thì ở trong cái thời gian đó. Because I'm not eating sweets. Bởi vì tôi không ăn đồ ngọt. I don't drink dairy. Tôi cũng không uống thức uống. They said, "Yeah, I could do that."
chuyện đó dễ, có thể làm được mà. I said, okay, yeah, that's fine. Nên rằng, ô, như vậy được, cứ thực hiện. On day 22. Nhưng mà đến ngày 22. After their fast. Sau cái kỳ kiêm. They went to go eat at a buffet. Thì người này đã đi ăn ở tại cái bữa ăn ăn đầy bụng, ăn no bụng, buffet. And they ate ice cream. Mà ngồi tới đó bắt đầu ăn kem. And they called me. Rồi người này gọi tôi. And they said, I don't know what's happening to me. Báo với nó rằng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra cho tôi. Something's not right. Có gì đó nó đang lộn xộn ở trong bụng rồi. I said, well, what'd you do? Tôi hỏi chuyện gì vậy? He said, I'm at Kim Sun Buffet. Tôi đang ở Kim Sơn, tiệm buffet Kim Sơn. I said, you know, you should take it easy, like getting back into your regular routine, right? Tôi mới hỏi, thắc mắc hỏi là anh có biết là sau kỳ kiêng ăn mình phải ăn nhẹ và giới thiệu thức ăn từ từ không? He said, nobody told me that. Giờ này trả lời là đâu có ai cho tôi biết cái điều này. I said, I'm guessing. Thì tôi nói rằng, ồ, như vậy, mục sư đoán rồi. He had chè. Con mới ăn chè phải không? He said, yeah, like 2 cups. Chỉ có 2 ly thôi. I said, 2 cups is enough. Tôi nói rằng 2 ly là đủ rất nhiều rồi đó. And the thing is, anh chị em vấn đề là, for many of you, đối với nhiều người trong chúng ta, after your fast, sau khi chúng ta kiêng ăn, you start to add in things that you were fasting. Chúng ta cộng thêm vào những thứ mà chúng ta kiêng. And you would go from not doing a certain thing at all. Chúng ta đã đi từ chỗ chúng ta không làm một điều gì hết. To adding it in just a little bit and a little bit and a little bit. Rồi đi dần vào ở trong kỳ kiêng ăn thì chúng ta cộng thêm việc này, cộng thêm việc kia. Social media. Mạng xã hội. You replace social media with reading his word. Chúng ta đã thay thế cái thời giờ dành ở trên mạng, trên Facebook để chúng ta dành thời giờ để chúng ta đọc lời của Chúa. And then you get on Facebook again. Rồi chúng ta lại trở lại Facebook. Start to try to catch up with everything you missed for 21 days. Ráng cố gắng để có thể cập nhật tất cả những gì mà mình đã nhìn, đã không nhìn trong suốt 21 ngày. Reading all the comments. Rồi đọc hết tất cả những lời bình luận. Seeing what people were doing. Rồi thấy những việc người ta làm trong lúc mình kiêng ăn. And then you find yourself. Rồi cuối cùng mình bắt gặp chính mình. Submerged in social media. Chúng ta lại bị chìm ngập vào trong mạng xã hội. Instead of reading his word again. Thay vì chúng ta lại trở lại đọc lời của Chúa thường xuyên. And you find yourself. Thì chúng ta bắt gặp chính mình. Asleep spiritually after a week of doing the same thing again. Đó là chúng ta ngủ mê thuộc linh và thấy mình lại trở lại với thói quen cũ của mình. And the enemy is just trying to get at you. Và kẻ thù đang tìm cách để tấn công chúng ta. And you may think, và chúng ta nghĩ, come on, pastor, you think social media is from the enemy? Mục sư ơi, mục sư nghĩ rằng là mạng xã hội Facebook là chiến thuật từ kẻ thù hả? I use Facebook to pray. Tôi dùng Facebook để cầu nguyện mà. To watch the services. Để nghe và theo dõi các bài giảng mà, và các buổi nhóm mà. I know. Tôi biết. Everybody does that. Nhiều người ai cũng làm điều đó. But how long did you do that today? Nhưng mà anh chị em đã xài Facebook bao lâu hôm nay sau khi kiêng? All day. Cả ngày. Service only happens at 7:30 to about 9 o'clock. Buổi nhóm chỉ có từ 7:30 cho đến 9 giờ là nhiều. What else did you do during that time? Bạn đã làm gì suốt ngày trừ ra cái thời giờ mà mình cùng theo dõi buổi nhóm? See, it's not social media that's the enemy. Anh chị em thấy không? Cái mạng xã hội không phải là kẻ thù. It's what you do with your time. Nhưng mà điều mà chúng ta đã sử dụng thời giờ của mình. When Jesus was asking the disciples, keep watch and pray. Cho nên Đức Chúa Giêsu ngài đã kêu gọi các môn đệ của ngài là hãy tỉnh thức và cầu nguyện. But they were sleeping. Nhưng mà họ thì cứ ngủ. Come on, Jesus, were they doing anything bad? Chúa Giêsu họ đâu có làm gì tồi tệ đâu. They were sleeping. Họ đi ngủ mà chừng thường mà. We were trying to show them something. Nhưng mà Chúa thì ngài muốn chỉ ra cho họ biết một điều. To strengthen their spirit during that time. Để giúp đỡ cho tâm linh của họ được mạnh mẽ trong giây phút đó. To be alert during that time. Để họ có thể tỉnh thức và tỉnh trong những giây phút đó. Maybe. Có thể. What if? Nếu mà. That they were awake and praying. Họ tỉnh thức mà cầu nguyện thật như Chúa bảo. And they realized why Jesus was up there praying. Và nhận biết được Chúa Giêsu cũng đang cầu nguyện ở trước đó. Maybe they wouldn't have been shocked whenever he was on the cross. Thì có lẽ họ sẽ không bị sốc lớn khi họ thấy Chúa chịu đóng đinh trên thập tự giá. Would have been strengthened like Jesus's. Có thể là tâm linh của họ cũng mạnh mẽ như Chúa Giêsu đã mạnh mẽ. Maybe they would know the truth. Có thể họ sẽ biết lẽ thật. Maybe they would have heard Jesus's prayers. Có thể họ đã nghe được lời cầu nguyện của Đức Chúa Giêsu. But instead of hearing the prayers. Nhưng mà thay vì nghe lời Chúa Giêsu cầu nguyện. All they heard was. Thì tất cả những gì họ nghe là wake up. Đó là hãy tỉnh thức.
And for many of us, we're not connected to what it is that Jesus is trying to share with us. Anh chị em, chúng ta, nhiều người chúng ta không có liên kết một cách mạnh mẽ, nối kết với những gì Chúa Ngài đang muốn bày tỏ cho chúng ta. Because we filled up our time with not being present with Him. Bởi vì chúng ta đã làm cho đầy cái thời khóa biểu thì giờ của chúng ta với những điều mà chúng ta thấy, chúng ta đã cho trong đời sống, thay vì chúng ta dành thời giờ đối với Chúa. But being asleep spiritually. Nhưng mà khi chúng ta ngủ mê thuộc linh, we've had people. Chúng ta có những con người. Tell us. Họ đã nói với chúng tôi. Pastor. Mục sư ơi. The Lord is going to bring revival to Houston. Đó là Chúa Ngài sẽ đem sự phục hưng đến thành phố Houston này. I said, oh really? Thì họ nói, oh vậy sao? When did you find out? Bạn nghe điều này lúc nào? They said just recently. Mới đây thôi. I said, oh okay. Tôi nói rằng, lạ nha. Do you believe it? Bạn có tin điều đó không? Ông có tin điều đó không? I said, yeah, I believe it. Yeah, tôi tin. I said, remember like last year I tried to tell you this? Có nhớ là hồi năm ngoái tôi đã nói với ông điều này không? I said, wait, you tried? Tôi nói, có thử à? I said, yeah, I told you. Tôi đã nói với ông mà. I said, I don't remember that. Tôi đâu có nhớ gì đâu. But for me, nhưng mà đối với tôi, something that I know, điều mà tôi biết, is that what I said last year, điều mà tôi đã nói năm ngoái, is that many people, đó là có nhiều người, who weren't seeking and searching, không tìm và không kiếm, for the truth, cho lẽ thật, one day, thì một ngày, they'll find the truth, họ sẽ biết được lẽ thật, is when they'd come to a place to humble themselves, à, khi mà họ đến được một cái chỗ là hoàn cảnh cũng như bắt buộc họ phải hạ mình xuống, and truly ask the Lord, và thật lòng cầu xin Chúa, that when they realized, khi họ nhận biết, what they were doing wasn't helping them get closer to the Lord. Những điều họ đang làm, lối sống của họ không giúp đỡ họ đến gần Chúa. They would realize. Thì họ sẽ nhận biết. One day. Một ngày sẽ nhận biết. What He's truly trying to do. Đó là những điều mà Chúa Ngài có ý định muốn làm, muốn thực hiện. My understanding. Cái sự hiểu biết của tôi. That we have the same God. Đó là tất cả chúng ta đều có cùng một Đức Chúa Trời. The same Heavenly Father. Có cùng một Cha trên trời. Who's sharing the truth to all of us. Ngài muốn chia sẻ lẽ thật của Ngài cho tất cả chúng ta. But some of us are connected. Nhưng có một số người trong chúng ta thì liền nối kết vào. Some of us are awake. Số chúng ta thì tỉnh thức. Some of us may feel behind. Một số cảm thấy rằng mình đã bị bỏ lại phía sau. Don't allow the enemy. Nhưng mà đừng để cho kẻ thù. To separate you. Sẽ tách rời anh chị em. To stop you. Để ngăn chặn anh chị em. From receiving the truth that the Lord is trying to tell you today. Để đón nhận những gì, những lẽ thật mà Chúa Ngài muốn phán bảo với anh chị em trong ngày hôm nay. When we look at what Jesus was doing. Khi chúng ta quan sát những điều Chúa Giêsu Ngài đang làm. He had a good line of communication. Ngài có một cái mối một đường dây liên lạc tốt với Đức Chúa Trời. And that's my second point. Đó là điểm thứ hai của tôi. Is have a good communication line with God. Hãy có một cái đường dây liên lạc tốt với Đức Chúa Trời. And Jesus knew. Và Chúa Giêsu biết the battle he was about to face. Cái chiến trận mà Ngài sắp đối diện. He could have just said. Ngài có thể nói. The time is coming. Cái thì giờ sắp đến. I'm just going to sleep. Ta sẽ đi ngủ. I already know what's going to happen. Ta biết việc sẽ xảy ra. Let's just feast. And then, bây giờ mình cứ đi ăn đi. But he stayed alert. Nhưng mà không, Chúa Giêsu Ngài đã tỉnh thức. He spoke with God. Ngài trò chuyện với Đức Chúa Trời. Because he's human just like us. Bởi vì Ngài lúc bây giờ cũng ở trong thân thể xác thịt như chúng ta. Was being deceived just like us. Và cũng có thể bị lừa gạt như chúng ta. The disciples would tell him, "Don't do it." Các môn đồ của Chúa đang cố gắng thuyết phục Chúa là đừng làm việc đó. And he would have to rebuke them. Và chúng ta thấy rằng Chúa Ngài phải quở cái người môn đồ đó. The line of communication you need to have with your heavenly Father. Anh xem cái đường dây liên lạc mà chúng ta cần phải có với Cha chúng ta trên trời. It's the most important thing that you need to have daily. Đó phải là cái điều quan trọng nhất mà chúng ta có mỗi ngày. At my house. Ở nhà của chúng tôi. I don't know why. Tôi không biết tại sao. But I feel like. Nhưng mà tôi cảm nhận như. Out of all the family members. Ngoài tất cả những người anh chị em của tôi. I have the best reception. Thì chúng tôi lại có cái nhận được cái làn sóng mà mạnh nhất. I don't know why. Tôi không biết tại sao. But I can call my mom. Đó là tôi có thể gọi mẹ tôi. And it rings. Thì điện thoại của mẹ tôi nó reng.
But then she tells me. Nhưng mà mẹ tôi thì nói với tôi, báo cho tôi biết. My phone never rang. Đó là điện thoại của mẹ tôi không bao giờ nó reo. At first. Ban đầu. I thought she was just Sam. Not picking up today. Tôi nghĩ rằng chắc là mẹ của tôi nhìn lên nói rồi cũng là Sam gọi. Thôi không có bắt điện thoại nữa. I called her like 3 times. Tôi nói gọi ít nhất là 3 lần. Nope, no, nothing. Không có trả lời. So I call him. Tôi gọi ba tôi. Nothing. Cũng không có trả lời. Now I'm kind of worried. Bây giờ tôi đã bắt đầu hơi lo. So then I FaceTime them. Nhưng mà rồi thì khi tôi liên lạc qua FaceTime. They pick up right away. Thì có thể nhận được liền. Hi con. Con có gì không? Where's Easton? Easton đâu rồi? I said I've been trying to call you 5 times. Rằng con có tìm cách để gọi ba mẹ nhất là 5 lần mà. Now you want to pick up? Bây giờ thì mới nhận. They said no, you didn't call us at all. Thì ba mẹ tôi lại trả lời là không, điện thoại của con không có nhận được điện thoại của con. FaceTime works on Wi-Fi. Nhưng anh chị em biết rằng cái FaceTime đó thì nó sử dụng cái làn sóng Wi-Fi. And I said, okay, fine, I've been trying to call you. Thì nói rằng, con đã tìm cách để gọi ba mẹ. Then my mom. Rồi mẹ của tôi. One day. Một ngày kia. Tries to call me. Tìm cách để gọi tôi. Can't get to me. Cũng không gọi tôi được. Tries to call again. Tìm cách để gọi lần thứ nhì. Can't get to me. Cũng không đến được với tôi. Calls again. Gọi một lần nữa. Can't get to me. Cũng không thể gặp tôi được. She FaceTimes me. Thì mẹ của tôi đã đổi qua chuyển qua FaceTime, sử dụng FaceTime. Sam. Sam. Mommy's been trying to call you all day. Mẹ đã tìm cách để gọi con suốt cả ngày. I said, no, you haven't. Tôi trả lời là đâu có đâu. She said, I called you 5 times. Mẹ đã gọi con ít nhất là 5 lần. I left you voicemails. Mẹ đã nhắn tin cho con. You didn't get any of it? Con không có nhận được cái gì hết à? I said, no. Tôi nói không. She said, what? Thì mẹ tôi ngạc nhiên, nó chuyện gì vậy? Something's wrong. Có cái gì đó nó sai rồi. Then one day, rồi một ngày kia, I go to my mom's house. Tôi đến nhà của ba mẹ của tôi. And we're just sitting around hanging out. Rồi chúng tôi ngồi đó và chúng tôi đang dành thời giờ với gia đình. And I hear something. Thì tôi nghe một cái gì đó. I've never heard in a long time. Mà tôi đã không nghe lâu lắm rồi. I hear a landline ringing. Tôi nghe một cái điện thoại, cái loại cũ điện thoại bàn đó, nó reng. Not a cell phone. Không phải là điện thoại di động nữa. A landline. Nhưng mà điện thoại bàn. I said, what's that? Tôi hỏi gì chứ, cái âm thanh đó là cái gì vậy? All the kids, what's that? Mấy đứa nhỏ mới lớn lên nói chuyện gì vậy? We said, pick it up. Nói là nhắc lên đi. She said, no. Thì tôi nói là không. I don't have that phone. Mẹ không có cái điện thoại đó. For people to call me. Để cho người ta gọi mẹ. I have that phone. Mẹ có cái điện thoại đó. In case I'm ever in danger. Ấy trừ trường hợp mà mẹ gặp khó khăn. I know for sure you're gonna get my phone call. Thì con mẹ biết chắc rằng con sẽ nhận được cú điện thoại của mình. Because my cell phone can't get reception. Bởi vì nếu điện thoại di động mà không có sóng. Now I have a landline. Thì bây giờ sẽ có một đường dây chắc chắn để gọi bạn. Make sure that you can call me and I can call you. Để có thể đảm bảo rằng con có thể gọi cho mẹ hay là mẹ gọi cho con. And I laughed. Tôi cười. And then I thought about that. Rồi tôi nghĩ về việc này. I said that's smart. Nói rằng thế là thông minh nha. I said now you have a line to call us no matter what. Bây giờ mẹ thì có một cái đường dây để có thể gọi chúng con dù chuyện gì bên ngoài. And this line of communication will always be there. Và cái đường liên lạc này luôn luôn là có mặt tại đó. Because sometimes in Pearland, và nhiều khi ở vùng Pearland chúng tôi sống, the cell towers might go down. Cái tháp anten của cell phone nó bị hư. But my mom has this little notebook. Nhưng mà mẹ của tôi thì có một cái tablet, một cái notebook. Everyone's phone numbers are in it. Ở trong đó có số điện thoại của tất cả mọi người. And she just looks at and calls everyone from that landline. Mẹ của tôi có thể mở ra và coi số điện thoại để gọi bất cứ những ai trong cú sổ này. That line of communication. Anh chị em, cái đường dây liên lạc đó. That you have with Christ. Mà chúng ta có với Đấng Christ. Is like that. Nó cũng giống như vậy. You can always call on him. Chúng ta có thể gọi Chúa bất cứ lúc nào. You can always reach out to him. Chúng ta có thể đến với Chúa bất cứ lúc nào. But for many of us. Nhưng mà đối với nhiều người trong chúng we ta. We don't pick up that line. Chúng ta không có nhấc cái đường dây điện thoại đó lên. We don't call on him. Và chúng ta không gọi Ngài. Until we're in desperation. Cho đến khi chúng ta gặp cái sự khó khăn hết sức khó. God help me. Chúa ơi cứu con. Help me. Chúa ơi cứu con. For some of you. Đối với nhiều người trong chúng ta. You forget what the number is. Bạn cũng quên luôn cái số điện thoại của Chúa. You forget how to talk to him. Mà quên luôn cái cũng không biết nói chuyện với Chúa như thế nào. You forget how to pray. Mà cũng quên luôn không biết cầu nguyện ra sao. I had somebody ask me the other day. Rồi có người đến hỏi tôi mấy hôm trước. How do you hear from God? Làm sao để mục sư có thể nghe được tiếng Chúa phán? I said pray. Tôi nói rằng cầu nguyện đi rồi sẽ nghe. They said what do you mean? Người này nói rằng ý mục sư muốn nói gì? I said try praying. Tôi nói rằng hãy thử cầu nguyện đi. I said really? Vậy sao?
I said yes. Tôi nói rằng chắc chắn rồi. Try praying. Thử cầu nguyện đi. You'll hear him. Rồi bạn sẽ nghe Chúa phán. He's not going to pick up on you and just stay silent. Chúa ngài không nhấc điện thoại lên rồi ngài yên lặng từ đầu đến cuối. You look at the communication line that Jesus has. Chúng ta quan sát thấy cái mối dây liên lạc giữa Đức Chúa Giêsu và Đức Chúa Cha. He's speaking to his heavenly Father. Ngài thưa chuyện với Cha của ngài trên trời. In a time of true anguish. Trong những giây phút ngài đang trải qua một cái sự tranh chiến lớn. In the time of needing direction. Trong giây phút cần cái hướng đi một cách rõ ràng. This is Jesus doing it. Đây chính là Đức Giêsu đang làm việc này. I think when many of us hear from the pulpit or from church. Anh chị em, tôi tin rằng nhiều người trong chúng ta chỉ nghe được từ tòa giảng, từ hội thánh. To lift up prayers to the Lord, to speak to him. Để mới dâng lên cho Chúa một cái lời cầu nguyện. We're learning that from Christ. Chúng ta đang học điều này nơi Chúa Giêsu. This is what he did. Đây là điều mà Chúa Giêsu đã làm. And when the spiritual attack comes. Và khi những trận chiến thuộc linh, tấn công thuộc linh đến. Don't try to fight it on your own. Đừng tìm cách để tự chiến đấu bằng sức mình. You have a line of communication. Chúng ta có một đường dây liên lạc. You can call on his name. Chúng ta có thể kêu danh Chúa. I think that many of us. Tôi tin rằng nhiều người trong chúng ta. During times of uncertainty. Trong cái thời gian bất ổn định. During times of trouble. Trong cái thời gian khó khăn. We try to fight it on our own. Chúng ta tìm cách để tự chiến đấu. Do everything that we know. Và chúng ta làm đủ mọi cách mà chúng ta biết. To fight it on our own. Để chúng ta tự chiến đấu. But in scripture. Nhưng mà trong Kinh Thánh. I want us to read this. Tôi muốn đọc những lời này. In Ephesians chapter 6. Ở trong Ephesians chương 6. Verses 10 to 12. Từ câu 10 cho đến câu số 12. A final word. Vả lại. Be strong in the Lord and in his mighty power. Anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa nhờ sức toàn năng của Ngài. Put on all of God's armor so that you will be able to stand firm against all strategies of the devil. Vậy hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời. Để được đứng vững và địch cùng mưu kế của ma quỷ. For we are not fighting against flesh and blood enemies. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền. But against evil rulers and authorities of the unseen world. Cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Against mighty powers in this dark world and against evil spirits in the heavenly places. Cùng thế lực, vua chúa thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên We're trời vậy. We're fighting a spiritual battle. Chúng ta đang tham chiến vào một cuộc chiến thuộc linh. In this world that we live in. Ở trong cái thế giới chúng ta đang sống ngày and hôm nay. Many of us, và đối với nhiều người trong chúng we ta. We try to go against the spiritual battle with physical attacks. Chúng ta đang chiến đấu với việc thuộc linh, với những cái sự chiến đấu của xác thịt của But mình. Instead, nhưng mà thay vì vậy, you fight the spiritual battles. Chúng ta tham chiến và đánh trận thuộc linh. With spiritual authority. Với những thẩm quyền thuộc linh. And I think that that spiritual authority. Và tôi nghĩ rằng cái thẩm quyền thuộc linh đó is what many of us have allowed the enemy to steal from us. Đó là chúng ta, nhiều người trong chúng ta đã cho phép ma quỷ nó cướp đi của chúng ta lâu rồi. And I've seen many times. Tôi thấy rất là nhiều lần. The spiritual attacks that happen on many lives. Khi cái sự tấn công thuộc linh đến trên nhiều người. And people aren't declaring what they should know. Và lý ra người ta phải công bố điều mà mình đáng lý phải biết. People aren't declaring his name over the situation. Người ta không công bố danh của Đức Giêsu trên cái hoàn cảnh mình đối diện. There's no defense. Không có một sự phòng thủ. But during this time of fasting and praying. Nhưng mà trong cái thời gian chúng ta kiêng ăn cầu nguyện. Have you learned that kind of attack and that defense? Anh chị em có học được cái sự tấn công, kế hoạch tấn công của kẻ thù và chúng ta biết cách để chúng ta đối phó nó bằng quyền năng của Chúa chưa? I told you that story in the beginning. Tôi chia sẻ với anh chị em câu chuyện trong phần đầu đó. I know what fasting's about. Tôi biết cái kiêng ăn nó là như thế nào. And I made jokes before. Tôi đã từng pha trò về việc này. I smelled those cinnamon rolls. Thì tôi nói rằng tôi ngửi được cái mùi bánh nướng và có rắc quế trên đó. I said, Jesus, give me strength right now. Thì tôi phải kêu cầu Chúa, Chúa ơi, xin giúp sức cho con trong lúc này. I don't need this right now. Tôi không cần cái đồ ngọt này. I passed by that vanilla ice cream. Tôi đi ngang cái món kem vanilla đó. I wanted that vanilla ice cream. Thèm quá. I said, Lord, I don't need this. Give me strength. Nhưng mà tôi nói rằng Chúa ơi, con không, con kiêng cái này, lần này xin thêm cho con, thêm sức cho con. In the time of fasting. Mà trong cái thời kỳ chúng ta kiêng ăn. It's truly easy for us to do those kind of things. Rất dễ để chúng ta có thể thắng được như vậy. Because we're truly connecting ourselves and making a point to do it. Và chúng ta đang tập trung nối kết với Chúa. Và chúng ta đã quyết tâm để thực hiện một cái
cuộc sống như vậy ở trong những giây phút chúng ta kiên cầu nguyện. Khi sự cám dỗ thuộc linh đến, we begin to declare his name. Thì chúng ta bắt đầu công bố danh của Chúa. Jesus, get this away from me. Chúa Giêsu, xin Chúa cất gọi điều này khỏi con. Your powerful name. Ở trong danh quyền năng của Chúa. I bind any scheme the enemy is trying to do over my life. Ta cột trói hết tất cả những công việc cũng như những kế hoạch của kẻ thù muốn tấn công đời sống của ta. I declare Jesus's name right now. Ta công bố trong danh Đức Chúa Giêsu ngay giờ này. Over this situation. Ở trên hoàn cảnh này. But how come? Nhưng mà tại sao? Maybe when we're not fasting. Có thể là khi chúng ta không kiêng ăn. When temptation happens. Khi sự cám dỗ đến. We're not trying to avoid it or fight it. Thì chúng ta là không muốn tránh và cũng không muốn chiến đấu với nó. It seems like. Nó thấy dường như là. We just say. Chúng ta nói. Okay, come on, come on. Cám dỗ mà, đến. Và chúng ta mời nó. We're not fighting against it like we should. Chúng ta không chống lại nó như chúng ta đáng phải chống. But we should be standing firm. Đáng lý là chúng ta đứng vững. But instead. Nhưng mà thay vì. We just tell temptation. Thì chúng ta thấy cám dỗ. Okay, just a little bit. Chúng ta nói rằng. Không sao, chút không có hề hấn gì. Okay, okay. Được mà. But learning to deny our flesh. Nhưng mà chúng ta học để khước từ những cái ham muốn của xác thịt. And only wanting in our lives what it is that Christ wants. Và chỉ đón nhận và mong muốn những gì mà Chúa Đấng Christ muốn ban cho đời sống chúng ta. That's where we should be. Đó đáng lý ra là phải là cái lối sống của chúng ta. And I know. Và tôi biết. Many of you may say. Nhiều người trong anh chị em có thể nói. Oh, pastor. Mục sư ơi, we know this. Chứ tôi biết cái này rồi. But this is a battle that you fight every single day. Anh chị em, đây là cuộc chiến mà chúng ta đối diện mỗi ngày. This is something that you should speak and live out every day. Đây đáng lý phải là lối sống và cách chúng ta công bố cũng như sự sống của chúng ta mỗi ngày. You don't think the disciples knew they should pray? Anh chị em, có nghĩ rằng các môn đồ biết về sự cầu nguyện sao? But even Jesus had to tell them. Nhưng mà chính Đức Chúa Giêsu phải nhắc nhở họ. You don't think they knew what they were doing going up with Jesus? Anh chị em, có bao giờ nghĩ rằng các môn đồ họ không biết họ phải làm gì trong lúc họ đang đi theo và gần gũi với Chúa Giêsu sao? They knew. Họ biết mà. But they still did the opposite. Nhưng mà họ đã làm ngược lại với những điều Chúa kêu gọi họ làm. Có nhiều lần trong đời sống của chúng ta. Do we know the truth? Chúng ta biết lẽ thật. But do the opposite. Nhưng mà chúng ta là làm ngược lại với lẽ thật. Why is the Bible filled? Tại sao Kinh Thánh thì đầy dậy? With reminders of things that we already know. Với nhiều điều mà chúng ta đã biết rồi. Because it's our flesh. Bởi vì cái xác thịt của chúng ta, bản ngã của chúng ta. That we're battling with every day. Mà chúng ta đang tranh chiến với nó mỗi ngày. The enemy. Kẻ thù. Will try to attack your flesh. Tìm cách để tấn công vào xác thịt về bản ngã của chúng ta. If your spirit is strong. Nếu tâm linh của chúng ta, con người tâm linh chúng ta mạnh mẽ. When your spirit is weak. Và khi tâm linh của chúng ta yếu đuối. He attacks your spirit and your flesh. Thì nó sẽ tấn công cả hai, tâm linh lẫn thể xác. But when we strengthen our spirit. Nhưng mà khi chúng ta làm cho con người tâm linh chúng ta mạnh mẽ. He has a hard time attacking us. Thì nó sẽ khó để có thể tấn công chúng ta được. Think about fasting. What are you doing? Anh chị em nghĩ đi về trong lúc chúng ta kiêng ăn chúng ta làm gì? I'm definitely not strengthening my physical side. Chắc chắn là tôi không có làm cho cái thể xác của mình nó mạnh mẽ đâu. I'm strengthening my spiritual side. Nhưng mà tôi đang tập trung vào để làm mạnh con người tâm linh tôi. And there's been a lot of spiritual attack. Và đúng có nhiều cái sự tấn công thuộc linh. And a lot of things that the enemy tries to do in my mind and in my heart. Có nhiều điều mà kẻ thù muốn tìm cách để lũng đoạn ở trong tâm trí của tôi cũng như trong đời sống của tôi. But this is where fasting is. Nhưng mà đây là chỗ của sự kiêng ăn cầu nguyện. If you feel, nếu bạn cảm thấy like spiritually you're weak. Đó là về phần tâm linh bạn đang rất yếu. I challenge you. Thì tôi thách thức bạn. Fast. Hãy kiêng ăn đi. Pray. Hãy cầu nguyện đi. Stay alert. Hãy tỉnh thức đi. Be in a place in communication with the Lord. Ở trong cái chỗ để chúng ta có đường dây liên lạc mật thiết với Chúa. Don't just allow this to be something that you only do during 21 days of fasting and praying. Đừng có để chỉ có những việc này chỉ xảy ra trong kỳ chúng ta kiêng ăn cầu nguyện mà thôi. Daily be in communication with the Lord. Nhưng mà mỗi ngày cứ thường xuyên liên tục tương giao cầu nguyện với Chúa. You can see. Bạn có thể thấy in people's lives, trong cuộc đời của nhiều người when they're physically strong, khi sức khỏe của họ khỏe mạnh just like you can see when people are spiritually weak, mà chúng ta cũng có thể nhìn thấy một người khi tâm linh của họ đang yếu mỏng. You can see, chúng ta có thể thấy those who look like they've been losing in their spiritual battle,
chúng ta có thể nhìn thấy một người và biết rằng họ đang bị đánh bại ở trong đời sống, những trận chiến trong đời sống thuộc linh của họ. And those who know the truth and have been declaring and winning their battles victoriously. Và những người đã biết lẽ thật và đã công bố cũng như chiến thắng ở trong cuộc sống thuộc linh của mình. You can see the lifelessness in many people's lives. Chúng ta cũng thể nhìn cái đời sống như là không có hồn, không có sức sống. Or those that carry the spirit and have the spirit of joy and peace. Và những người có Thánh Linh của Chúa dẫn dắt ban phước thì đầy niềm vui và sự bình an. And this is how we need to be. Ở đây phải là cái trạng thái mà chúng ta cần có. People need to look at your life. Người ta có thể nhìn đời sống của bạn. People need to see how spiritually strong you are. Người ta cần thấy đời sống tâm linh của bạn mạnh mẽ như thế nào. People need to see that you're calling on your heavenly Father. Người ta cần thấy anh chị em đã kêu cầu danh của Cha của anh chị em ở trên trời và được giúp đỡ như thế nào. If they look at your life, nếu người ta nhìn đời sống của anh chị em, and they don't see that, mà người ta không tìm thấy, không nhìn thấy được điều đó, why would they want what you have? Thì cái gì tại khuyến khích họ để có cái điều mà anh chị em đang có? If they see your life, nếu người ta nhìn thấy đời sống anh chị em, and they might say, họ có thể nói, you're looking rough. Nhìn thấy khốn khổ quá. What's going on? Chuyện gì xảy ra mà nó tệ như vậy? Then you know something's wrong. Thì chúng ta biết là người ta mà lên tiếng như vậy thì chắc là có chuyện không ổn nó lắm rồi, phải không? Be connected with the Lord. Anh chị em hãy liên lạc với Chúa. Renew. Hãy làm mới. Your strength through Him. Sức mới của mình ở trong Chúa. I think that a lot of people. Tôi nghĩ nhiều người. Need to be connected with Him again. Họ cần được nối kết với Chúa một lần nữa. A lot of us have allowed the enemy to just talk. Anh chị em, chúng ta nhiều người đã cho phép kẻ thù nó nói vào trong lỗ tai chúng ta. And we begin to just accept these lies. Và chúng ta đã để cho đời sống của mình chấp nhận những cái lời phỉnh dối này. But it's time. Anh chị em ơi, đã đến lúc rồi. To take back. Để chúng ta lấy lại what God has truly given us. Những gì kẻ thù đang cướp của chúng ta. And you don't have to live a life that is not victorious. Chúng ta không cần phải sống một đời sống thất bại. A life of death, you don't have to live that. Một đời sống mà chúng ta sống một cách không có sức sống của Chúa, đời sống thuộc linh chết, chúng ta không cần sống như vậy. A life bound, you don't have to be in that. Một đời sống vẫn còn bị trói buộc, chúng ta không cần sống như but vậy. A life of freedom. Nhưng mà đời sống tự do. Do you think that Jesus died on the cross and rose from the grave for us to still be bound? Anh chị em cũng nghĩ rằng Chúa Giêsu ngài chịu chết cho chúng ta trên thập tự giá, ngài chịu chôn và ngài đã sống lại để rồi cho chúng ta một cái cuộc sống vẫn còn bị trói buộc sao? No, không. You think the enemy died? You think the enemy died on the cross? No, he did not. Anh chị em có nghĩ rằng kẻ thù nó chịu chết trên thập tự giá không? Không. You think he rose from the grave? He did not. Kẻ thù nó có sống lại được không? Không. That's why. Đó lý do tại sao? We can't give him authority. Chúng ta không cho nó có thẩm quyền trên cuộc đời chúng ta. That's why we trust in our heavenly Father. Đó lý do mà chúng ta tin cậy nơi Cha chúng ta trên trời. Don't accept the lies from the enemy. Anh chị em đừng chấp nhận cái sự phỉnh dối lừa bịp của ma quỷ nữa. If your family is in shambles. Nếu đời sống gia đình của chúng ta đang đổ nát. If your marriage is in shambles. Nếu hôn nhân của chúng ta đang rạn nứt đổ nát. If your life is in shambles. Nếu đời sống của chúng ta đang đổ nát. Call on the Lord. Hãy kêu cầu Chúa. Call on the Lord. Hãy kêu cầu Chúa. Don't try to fight the spiritual battle with a physical attack. Anh chị em đừng tìm cách để trận chiến của chúng ta thuộc linh mà chúng ta lại đánh bằng xác thịt. But a spiritual attack. Nhưng mà chúng ta chiến đấu với đời sống thuộc linh. Begin declaring the spiritual things that you know. Hãy công bố những lẽ thật mà chúng ta đã biết. Wives. Tại sao? Declare it over your husband. Hãy công bố lẽ thật của Chúa trên chồng của mình. Husbands. Hãy những người chồng. Declare it over your wives. Hãy công bố lẽ thật của Chúa cho gia đình của mình. Children. Hãy những người con. Declare it over your parents. Hãy công bố lẽ thật của Chúa cho cha mẹ của mình. If you look at your life. Anh chị em, nếu chúng ta nhìn cuộc đời của chúng ta. And you can see where the enemy has been trying to steal. Và chúng ta có thể thấy rõ những chỗ, những điều mà ma quỷ nó đã cướp của chúng ta. Declare. Hãy công bố. His name. Danh của Chúa. And take it back. Rồi cướp lại từ nơi nó. I've looked at many people's lives. Tôi nhìn nhiều cuộc đời. And we get to a place. Chúng ta đã đẩy mình đi đến chỗ. Where we accept the lie for the enemy. Mà chúng ta chấp nhận những cái lừa dối của kẻ thù. Many times. Nhiều người. It's in our kids' lives. Chúng ta thấy trong đời sống con cái chúng ta. We see the enemy has tried to take our kids. Chúng ta thấy rõ ma quỷ nó đang đến, nó giết, nó cướp con của chúng ta. And we say things like. Và chúng ta thì nói những cái lời như thế này. One day. Một ngày đẹp trời nào đó. Maybe one day they'll come back. Một ngày nào đó nó sẽ trở lại với Chúa.
What kind of attitude is that? Xem cái thái độ gì mà nó tồi tệ như vậy? To accept that the enemy has taken your kids. Chúng ta chấp nhận bằng lòng, chấp nhận là để cho kẻ thù nó cướp con của chúng ta. What kind of attitude is that? Cái thái độ nào mà nó tồi tệ như to vậy? To know that we serve the God of the Most High. Khi chúng ta biết chúng ta đang thờ phượng một Đức Chúa Trời tối cao. No other God is like Him. Không ai so bằng Chúa của chúng ta. But we see the lives of our children being taken by the enemy, and we say, "Well, I give up." Mà tôi thấy kẻ thù đang cướp con cái của tôi mà tôi vẫn yên lặng cho việc này. And we see the enemy take our spouse. I can't do anything about this. Chúng ta thấy kẻ thù nó đến nó cướp vợ, cướp chồng của mình, giết họ. Rồi chúng ta nói, tôi không làm gì được cho chuyện này. I give up. Thôi tôi đầu hàng. Wake up! Anh chị em hãy tỉnh thức. To the truth. Cho lẽ thật. To declare. Để công bố. His name over your kids. Danh của Chúa cho con cái của chúng ta. Over your spouse. Cho gia đình của chúng ta, cho vợ chồng chúng ta. Over your life. Cho đời sống của chúng ta. When Jesus is telling his disciples to wake up. Khi tôi thấy Chúa Giêsu ngài đánh thức các môn đệ của ngài. Don't be asleep to the things that the enemy is trying to do, but be alert and be awake. Đừng ngủ mê đối với những điều mà kẻ thù đang tìm cách tấn công và cướp giết đời sống của chúng ta, nhưng mà hãy tỉnh thức. Be in prayer. Ở trong thiền tinh thần cầu nguyện. Be in communication. Hãy giữ cái mối liên lạc của chúng ta với Chúa một cách mạnh mẽ. If your kids have known God's love and His grace. Nếu con cái của chúng ta đã từng biết về tình yêu của Chúa và ân điển của Ngài. But are far away from the Lord right now. Nhưng mà nó đang sống xa Chúa trong lúc này. If your spouse has known God's love and grace but is far away now. Nếu chúng ta thấy những người chồng người vợ của mình đã từng biết Chúa nhưng bây giờ họ đã bị trôi dạt và sống xa Chúa. Then you know the enemy has stolen something from them. Thì chúng ta biết rằng kẻ thù thật sự nó đã cướp được một điều gì trong đời sống của người phở ngẫu của chúng but ta rồi. Take it back. Anh chị em chúng ta phải lấy lại. Speak their name. Hãy nói rõ và vạch mặt nó, kẻ thù của chúng ta. And say that so and so is a child of God. Và hãy công bố những người con cái của chúng ta, tên của họ đó là con cái của Đức Chúa Trời. And devil, và nơi ma quỷ, in the name of Jesus, trong danh Đức Chúa Giêsu, let go of them. Hãy buông tay của người khỏi người thân yêu của ta. You don't have any right over their future. Người không có quyền ở trên tương lai của chúng. You don't have any right over their present life. Cũng không có quyền gì trên cuộc đời hiện tại của chúng. They have been bought. Chúng nó đã được mua chuộc. And they have been covered. Và chúng nó đã được bao phủ. By the blood of Christ. Bởi huyết của Đức Chúa Giêsu. And take back those. Và anh chị em giành lại. We allow the enemy to mess with us like we don't know the authority we have and he doesn't have. Chúng ta cho phép kẻ thù nó hành hạ, nó tấn công chúng ta cho những điều mà chúng ta biết rằng mình có ở trong Chúa mà chúng ta lại cho phép nó tấn công chúng ta như vậy. But you have to know the truth. Chúng ta phải biết lẽ thật. And you have to know the lies. Và chúng ta cũng phải biết những cái lừa dối của kẻ thù. The enemy does not have authority over your life. Anh chị em, kẻ thù thật ra nó không có quyền trên đời sống chúng ta được. The enemy does not have authority over your children. Kẻ thù nó không có thẩm quyền trên con cái chúng ta được. Call your child. Hãy nhắc điện thoại lên gọi con của mình. Let them know. Nói cho con của mình biết. I know you're on this journey right now. Ba mẹ biết con đang trôi dạt, đang ở trên cái cuộc đời này. God loves you no matter what. Chúa ba mẹ báo cho con biết rồi, ba mẹ Chúa yêu cả con. Chúa yêu con. I know right dù now. Chuyện gì xảy ra. I know right now. Tôi biết ngay lúc này. You may not want to accept this. Anh chị em có thể không chấp nhận điều này. But just know. Nhưng mà hãy nhớ điều này. If you call on God. Nếu chúng ta kêu cầu Chúa. He'll be with you right now. Ngài lập tức sẽ đến ở bên cạnh anh chị em ngay lúc này. The other day. Chỉ mấy hôm trước thôi. Someone texted me late at night. Có người đã nhắn tin tôi vào đêm khuya. Telling me how far they are from God. Thì đã bày tỏ ra bắt gặp chính mình đã sống quá xa Chúa. It should never be to that point. Đáng lý ra việc như vậy không thể nào xảy ra. It should never be to that point. Đáng lý nó không thể nào để cho nó đến một cái chỗ tồi tệ như vậy. Your children should never get to that point. Con cái của anh chị em đáng lý nó không để nào chúng ta để cho nó đến một cái chỗ, một cái tâm trạng như vậy. Your brothers and your sisters should never get to that point. Những anh chị em ở trong gia đình của anh chị em cũng đáng lý không được ở trong cái hoàn cảnh như vậy. Don't give authority to the enemy. Đừng nhường cái thẩm quyền ở trong tay Chúa cho và trong tay của kẻ thù. Don't let the enemy in your house. Đừng để cho kẻ thù nó chui vào nhà của chúng ta. James chapter 4. Gia Cơ chương 4. Verse 6 and 10. Câu 6 cho đến câu số 10. I think that many people forget this part. Tôi tin rằng nhiều người đã quên cái phần này.
And he gives grace generously. As the scriptures say, God opposes the proud but gives grace to the humble. Nhưng Ngài lại ban cho ta ơn lớn hơn nữa. Vì vậy Kinh Thánh chép rằng Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. The enemy tries to steal this from us. Kẻ thù muốn cướp đi, ăn cắp của chúng ta điều này. He tries to take away this truth. Nó muốn cướp đi khỏi chúng ta cái lẽ thật này. He tries to take away the grace of God in people's lives. Nó muốn lấy đi cái ân điển của Chúa trong đời sống của nhiều người. By feeding them the lie saying God can't love you if you're doing this right now. Bằng cách nhồi nhét ở trong đầu của họ rằng Đức Chúa Trời không thể yêu thương ngươi được đâu khi ngươi đã làm điều này trong He's đời sống của mình. For you. Ngài sẽ không đến giải cứu đâu. But look at the next part. Nhưng mà chúng ta hãy để ý phần kế tiếp. So humble yourselves before God. Vậy hãy phục Đức Chúa Trời. Resist the devil and he will flee from you. Chống trả ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh em. Come close to God and God will come close to you. Hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. This is important. Wash your hands, you sinners. Purify your hearts, for your loyalty is divided between God and the world. Hãy kẻ có tội hãy lao tay mình. Có ai hai lòng hãy làm sạch lòng mình đi. Đừng bị giằng co giữa đời này và Chúa. Let there be tears for what you have done. Let there be sorrow and deep grief. Let there be sadness instead of laughter and gloom instead of joy. But humble yourselves before the Lord and he will lift you up in honor. Hãy cảm biết sự khốn nạn của mình. Hãy đau thương khóc lóc. Hãy đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn. Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa thì Ngài sẽ nhắc anh em lên. Knowing that you're not perfect. Biết rằng chúng ta không phải là toàn vẹn. Knowing that you're making mistakes. Biết rằng chúng ta có thể có những lỗi lầm. Knowing that you are not hitting the mark. Biết rằng mình chưa đánh trúng mục đích. It's not new news to God. Thì nó không phải là tin tức mới đối với Đức Chúa Trời. He knows that. Ngài biết, Ngài thừa biết điều này. He's a loving father. Nhưng mà Ngài là cha yêu thương. That gives grace. Ngài ban ân điển. But humble yourself. Anh chị em hãy hạ mình xuống. Turn to him. Quay trở lại với Chúa. Realizing the mistakes that you're making. Nhận biết cái lỗi mà mình đã làm. And that way. Và bởi cách đó, you can resist the devil. Chúng ta mới có thể chống lại ma quỷ được. And he will flee. Thì nó mới lìa anh em được. Do you know why many people can't resist the devil? Anh chị em có biết lý do tại sao nhiều người không thể chống lại ma quỷ không? Because in that time. Bởi vì trong cái giai đoạn trong lúc đó, people can't humble themselves. Họ không hạ mình đủ. To get to the point. Để có thể thấy được cái điểm cần thấy. Of realizing. Nhận biết rằng how wrong they are. Họ đã sai lầm cỡ nào. And they will never get to the place of being able to be before God and humble themselves and ask for forgiveness. Họ không hạ mình đủ ở trước mặt Đức Chúa Trời để có thể nhận biết địa vị của mình và thấy mình cần Chúa để đến với Ngài. Because the enemy is speaking to them. Bởi kẻ thù đã rỉ tai họ. Scripture says your loyalty is divided. Lời của Chúa tại đây thì nói rằng cái lòng trung thành đã bị chia đôi. Between God and the world. Giữa Đức Chúa Trời và trần gian, thế gian này. And many of us. Và nhiều người trong chúng ta. Have lost. Chúng ta đã đánh mất. Some of our loved ones to the world. Một số những người thân thương của chúng ta cho đời này. Maybe your spouse. Có thể là vợ, là chồng của Maybe mình. Your children. Có thể là con cái của chúng ta. Your brothers, your sisters. Có thể là anh chị em của chúng ta. I said this the other day. Tôi nói điều này mấy hôm trước. I asked a question during the week. Tôi đặt cái câu hỏi này ở trong tuần. I said, how many of you in the room are good swimmers? Tôi hỏi chứ có bao nhiêu người ở trong phòng nhóm của chúng ta là những người có cái khả năng bơi giỏi. In the room of 30 people. Trong cái phòng có khoảng 30 người. Only Emily and I raised our hands. Chỉ có hai người, đó là Emily và tôi, đưa tay lên. Everybody else kept their hands down. Ai cũng giữ cái tay mình xuống. And this is what I said. Và đây là điều mà tôi nói. I said, if you saw someone drowning right now. Nếu chúng ta thấy một cái người đang sắp chết chìm. You wouldn't jump in to save them. Thì chúng ta sẽ không nhảy vào để cứu họ. Unless you knew and were confident that you were a great swimmer. Trừ trường hợp bạn biết và tin chắc rằng mình là người biết bơi giỏi. You would try to find somebody else who's a good swimmer. Bằng không chúng ta chạy đi một người, chúng ta nghĩ rằng họ là người biết bơi. You would yell to them, wait, don't drown, don't die, I'm calling someone. Thì chúng ta có thể la lên với người sắp chết chìm đó, chờ chờ, để tôi gọi người để giúp đỡ, để cứu.
But being a child of God, nhưng mà là con của Đức Chúa Trời, and knowing the truth, mà biết lẽ thật, you should have the confidence, đáng lý chúng ta phải có một cái sự tự tin, to help those that are in need, để giúp đỡ những người đang có cần, your children, con gái của chúng ta, your spouse, vợ chồng của chúng your ta, friends and your family, những người bạn bè của chúng ta, những người thân trong gia đình chúng ta. We can't be in a place where we can stand and watch as our loved ones drown and die. Anh chị em, chúng ta không thể nào đứng ở trên bờ tiếp tục nhìn những người thân thương của chúng ta chết chìm, chết mất. Because they are given to the world. Bởi vì họ đã được giao cho thế giới này, trần gian này, đời này. If they've known God's love before. Nếu họ thật sự đã biết tình yêu của Chúa trước đây. Speak truth. Hãy công bố lẽ thật. Open their eyes to see the truth. Hãy mở mắt của họ để họ có thể thấy được lẽ thật. During this time of fasting. Trong giây phút này của kỳ kiêng ăn, especially today's message, nhất là trong sứ điệp hôm nay, it may be for you sitting in the room, có thể bài giảng này dành cho ai đó đang ngồi trong phòng này, or you may say, bạn có thể tuyên bố, I know this already, tôi biết mấy cái điều này rồi. If you know this, nhưng nếu bạn thật sự biết, help others, thì hãy đứng lên giúp những người khác, những người chưa biết. Knowing it for yourself, chỉ biết và dành riêng cho chính mình sự hiểu biết này, that's great, thì tốt. But help others, nhưng mà hãy dùng nó để giúp đỡ cho những người khác. Help others in this world, hãy giúp đỡ những người khác ở trong thế gian này. Help others at work, hãy giúp đỡ những người khác ở tại sở làm của help mình. Others at your house, hãy giúp đỡ cho những người ở tại nhà của mình, ở gia đình của mình. Be in communication with the Lord, hãy liên tục giữ cái lời, cái dây truyền tin mật thiết với Chúa. Stay awake, tỉnh thức, to the schemes of the enemy, để sáng suốt thấy được cái mưu trước của kẻ thù. It's so funny, anh chị em hết sức nực cười, when we travel to Vietnam, khi chúng tôi đi Việt Nam, everyone said, ai cũng nói, pastor, mục sư, don't put your money in the back pocket, đừng có bỏ tiền ở cái túi sau của mình nha. Put it in the front pocket. Hãy đem cái ví của mình bỏ tới trước. Don't wear a backpack. Đừng có mang cái ba lô. You know me, I had a chain. Quý vị cũng biết là tôi có cái sợi dây chuyền. Don't wear that. Đừng có đeo dây chuyền ở Việt Nam. They're gonna yank it off of you. Nó sẽ giật khỏi cổ đó. I said what? Nói, chuyện gì vậy? They don't know. Họ không biết. My chain was fake. Đó là cái sợi dây chuyền này là đồ giả. I'm not scared. Tôi đâu có sợ. They can have it. Họ có thể có được mà. I know the truth. Tôi biết lẽ thật. They don't know the truth. Nó không biết lẽ thật. They can take my wallet. Họ có thể lấy cái ví của tôi. There's no money in there. Không có tiền trong đó. We're all we're so scared. We're, don't do this. Don't do that. Chúng ta nhiều khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ hãi với chúng ta. Đừng làm cái này, đừng làm cái kia. Don't go there. Đừng có đi đến cái chỗ đó. And one point in the trip. Nhưng mà có một lúc ở trong chuyến đi, I thought to myself, thì tôi tự nghĩ, If God wanted me to die right here, nếu Chúa muốn tôi chết ngay tại đây, if He really wanted me to die right here, nếu Chúa thật sự muốn tôi chết ngay lúc này cái chỗ này, would I be scared? Thì tôi có sợ không? I'm not saying live recklessly. Tôi không nói là mình sống một cách gọi là vô kỷ luật. But someone who knows the truth doesn't live in fear. Nhưng mà một người thật sự biết lẽ thật thì sẽ không tiếp tục sống trong sự sợ hãi. I never understood people like this. Tôi không thể nào hiểu nổi những con người như thế này. I have neighbors. Tôi có một người láng giềng. They can leave their garage open all night long. Có thể để cửa garage của mình mở suốt đêm. You're not scared someone's going to take something from you? Anh không có sợ là có người sẽ vô lấy trộm đồ của mình hả? They said no. Sao? Are you sure? Chắc không? They said, what are they going to take? Nó sẽ lấy cái gì trong nhà xe của tôi? My shoes in the garage? Mấy đồ dài của tôi ở trong nhà xe? My boxes of junk that I need to throw out? Những cái thùng đồ cũ mà tôi cần để đem đổ? My tennis racket that I haven't touched since I was in high school? Cái vợt quần vợt của tôi mà từ hồi lúc trung học cho đến giờ tôi chưa có sử dụng nó nữa. I said, well, you're not even worried? Bạn cũng không có sợ, không có quan tâm gì à, không lo à? They said, no. Không. They said, the stuff that I care about the most, những cái gì mà tôi quan tâm nhất, I hold near to me, thì tôi giữ nó sát cạnh tôi. All these other things, còn những cái thứ khác, I can replace,
tôi có thể thay đổi nó mà, có thể thay thế nó mà, sắm lại mà. Well, what are you holding near to you? Câu hỏi là anh chị em đang ôm cái gì gần nơi tấm lòng của anh chị? Is Christ, Đấng Christ, the most valuable thing to you? Ngài có phải là điều quý nhất that you hold on to? Mà bạn cầm giữ, ôm ấp không? Or is it other things that we try to hold on to and then pray to God when they're gone? Hay là những thứ mà chúng ta đang cố gắng cầm giữ nó, để rồi khi mà nó biến mất, chúng ta mới chạy đến cầu nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ. And this is where it comes full circle. Anh chị em, bây giờ thì chu kỳ nó, chúng ta có thể thấy đây. The enemy, kẻ thù, can't truly steal things from you. Thật ra nó không thể nào có thể cướp được, giật được của chúng ta. Because, bởi vì the thing that you have that is the most valuable, bởi vì cái điều mà quý nhất ở trong cuộc đời của anh chị em, it's only for you. Thì nó chỉ dành cho anh chị em thôi. He can try and he can try and he can try every day. Nó có thể tìm đủ mọi cách, tìm đủ mọi cách mỗi ngày. To pull you away from Christ. Để có thể kéo Chúa, kéo bạn ra khỏi xa Đấng Christ. But you're still a child of God. Nhưng mà bạn vẫn là con của Đức Chúa Trời. So when you know that truth, nên khi chúng ta biết được lẽ thật này, that's when you can say things. Đó là khi chúng ta có thể nói. You can try. Người có thể cố gắng. I'm still a child of God. Nhưng mà ta vẫn là con của Đức Chúa Trời. You can try. Người có thể cố gắng. But God's protecting me. Nhưng mà Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ ta. You can try. Người có thể cố gắng. But I'm not giving in to this. Nhưng mà ta sẽ không đầu hàng và nhường vào đời sống cũng như việc này. And that's how you learn to resist the devil. Đó là cái cách để chúng ta học, để chúng ta chống lại kẻ thù. When you're alert, khi chúng ta tỉnh thức, you can see the scheme of the enemy from a mile away. Chúng ta có thể thấy được mưu trước của kẻ thù của chúng ta cách chúng ta một dặm đường. When you're not alert, nhưng mà khi chúng ta không tỉnh thức, that's when he tries to get things from you. Đó là cái lúc mà nó có thể đến nó cướp giết của chúng ta. Yesterday I went somewhere. Ngày hôm qua tôi đi đến một nơi. I've never been here before. Tôi chưa bao giờ đến đó. I went actually with Jaden. Tôi thật ra thì đi với anh Jaden. And he took me somewhere so that we can go duck hunting. Anh ta đưa tôi đi đến một cái chỗ để chúng tôi đi săn vịt trời. He's been here many times before. Ngày này thì anh Jaden đã đi đến đó nhiều lần. Many times. Rất là nhiều lần. But to me it's brand new. Nhưng mà đối với tôi thì đây là cái đường rất là mới. I'm driving. Tôi thì là cầm tay lái. But he's navigating. Nhưng mà anh thì dẫn đường, chỉ đường. It's 3 in the morning. Nhưng mà nó là 3 giờ sáng. I don't know where we're going. Tôi thật ra không biết mình ở đâu và đang đi đâu. I can't see anything. Tôi không nhìn thấy cái gì hết. But he just keeps saying, nhưng mà người này cứ nói, go forward. Cứ tiếp tục đi tới. Keep driving. Tiếp tục lái tới. Go left. Đi về trái. Go right. Về phải. There's a big hole coming up. Sẽ có một cái ổ gà lớn lắm. I said, what hole? Tôi hỏi cái lỗ gì? My car goes all the way under and goes out. Thì xe của tôi liền sụp cái lỗ đó. He says, you see this fork in the road? I say, I don't see a fork in the road. Người này nói rằng, Jaden nói rằng có thấy cái ngã ba phía trước không? Go left. Nói rằng thấy cái gì? Tới đó quẹo trái. And we go to another spot. Và chúng tôi đi đến một cái điểm khác. And it looks the same. Và nhìn thì rất là giống như cái điểm ngã ba khi nãy. Now it's about 6 o'clock in the morning. Bây giờ thì khoảng chừng 6 giờ sáng. And you can barely see anything. Và chúng ta mới bắt đầu có thể dần dần thấy được ở dưới ánh sáng mặt trời. We're pulling a little boat. Chúng tôi kéo một cái chiếc tàu nhỏ, sled, và có cái bàn trượt nhỏ. Backpack on. Và chúng tôi đeo ba lô lên. Decoy of a bunch of fake ducks. Và mang theo những cái con vịt bằng gỗ để nhử mồi. We're in water about here. Và chúng tôi lội nước lên tới gần đến hông của mình. Jaden's just walking through like, hey, that's good. Jaden thì cứ thoải mái mà đi. I'm trying to get my foot out of the mud. Like, hold on, man, hold on. Tôi ráng là kéo cái vị bị mắc lúng ở trong sình, cho nên tôi nói rằng chậm chậm lái, chậm chậm lái. I'm trying to move every muscle, every foot forward every single time. Mỗi lần rút cái chân lên như vậy thì sình nó cứ kéo xuống, cho nên đều phải gặp chiến đấu. And Jane is just walking with everything. Thì cho nên cứ đi một cái thoải mái. His dog, you see, is just paddling by, looking at me. Còn chó của anh thì nó bơi rồi nó còn quay qua nó nhìn tôi. Everything is easy to him. Mọi việc đều thấy rất là dễ cho anh. Because he's been there before. Và anh đã từng đến đây rồi. And he's just telling me, come on, you got it, just a little bit longer. Và anh có một lời khích lệ cho tôi, cứ tiếp tục đi, cũng chút xíu nữa thôi. It's all right, you don't worry about it. Đừng có quan tâm, sao đâu, cứ đi. I just
At one point we finally sit down. Đến một cái lúc thì cuối cùng là chúng tôi đã ngồi xuống được. Jaden's in his element. Và ở trong cái tư cách của Jaden. His dog is in his element. Còn chó của anh nó thì nó cũng ở trong cái môi trường của nó. You see him outside on the weekdays with his dog. Nên chị em mỗi ngày thấy anh giữ an ninh cho bãi đầu xe khi chúng ta với con chó của anh ngoài. We met his dog when he first got him at church. Thì chúng tôi đã từng gặp con chó của anh khi anh mới nuôi nó lúc mới còn nhỏ. Every day when he comes to church in the week, he's training his dog outside. Và mỗi ngày khi đến để giữ an ninh cho bãi đầu xe của chúng ta thì anh cũng huấn luyện chó của mình cùng một lúc ở bên ngoài. We see a bird come. Khi thấy một con chim đến. I shoot the duck. Tôi đã bắn con vịt đó. The duck falls. Và con vịt rớt xuống. Jaden looks at his dog. Thì Jaden nhìn con chó của mình. Smokey, dead bird. Smokey, con chim mới rớt đó. The dog jumps off the platform, swims, gets the bird, brings it right back to me. Thì con chó nó đã nhảy ra khỏi cái sàn của nó đang đứng, bơi ra ngoài đó, tha con vịt trở lại. And Jaden says, good dog. Jaden khen và nói rằng, chó này ngoan. And I'm trying to figure out what's going on still. Tôi vẫn đang quan sát và đang tìm cách để hiểu được tất cả những việc đang diễn ra. It's just effortless for him. Nhưng mà đối với anh thì nó như là không có cần tốn sức gì hết. Another bird comes by. Rồi một con vịt khác đi qua. And I'm talking about far away. À, tôi nói rằng nó ở một cái khoảng rất là xa. I'm ready to shoot the bird. Tôi thì sẵn sàng để bắn con vịt He đó. Says, wrong bird, don't shoot it. Nhưng mà anh nói rằng không đúng đâu, đừng có bắn cái con đó. How can you see what kind of bird it is from that far away? Làm sao để từ xa như vậy mà biết nó không phải là vịt trời để bắn? He says, I know. Nên nói rằng tôi biết. He sees another one come by. Rồi thấy một con khác đi qua. Don't shoot that one. Đừng bắn con đó nữa. How do you know? Làm sao anh biết được? See, Jane does this almost every day of his life. Bởi vì đây là việc anh làm mỗi ngày. He can take me out there. Để có thể dắt tôi đi ra ngoài đó. And show me. Và chỉ cho tôi. Because it's something he experiences every day. Bởi vì đây là điều anh làm và kinh nghiệm mỗi ngày. He protects me from harm's way. Và có thể bảo vệ tôi khỏi những điều nguy hiểm. And he teaches me things that he's learned and knows. Và dạy cho tôi những điều mà anh đã học và đã biết. The truth we know. Anh chị em lẽ thật mà chúng ta biết. Do you know it enough to teach other people? Anh chị em có biết đủ để dạy cho người khác không? Do you know it enough to lead other people? Anh chị em có biết đủ để có thể hướng dẫn người khác không? Do you know it enough to take people out of harm's way? Anh chị em có biết đủ để chúng ta có thể đem giải cứu và bảo vệ những người ra khỏi chỗ hiểm nguy không? Where we need to be in our relationship with God. Đó đáng lý phải là cái chỗ trong mối liên hệ chúng ta với Chúa. You need to be able to distinguish from far away. No, that's a trip from the enemy. Anh chị em, chúng ta đáng lý có thể nhìn từ xa đã thấy được đó không phải là kẻ thù của chúng ta. That's where you need to be. Nhưng mà chúng ta cần phải có được ở trong tình trạng như vậy. I know. Thì tôi biết. That many of us. Đó là nhiều người trong chúng ta. We hear these messages. Chúng ta có thể nghe những sứ điệp như thế này. I know it. I know it. I know it. Tôi biết rồi những thứ này rồi. But can you help somebody else that doesn't know it? Nhưng mà câu hỏi đó là bạn biết đủ để có thể giúp đỡ một người khác không? Can you bring somebody else to the place where you are right now in your relationship with God? Bạn có thể hướng dẫn và cố vấn cũng như truyền thụ để một người khác cũng có thể đứng được cái chỗ như bạn không? On Friday, Hope came up to me. Tối thứ sáu thì Hope đã đến với tôi. She said, Pastor, I have a question. Và đã nói với mục sư Sam. She said, how do you explain the kingdom to somebody that doesn't even believe in God? Làm sao để có thể giải thích và trình bày về cái vương quốc của Đức Chúa Trời cho một người mà người đó thật sự cũng không tin là có Đức Chúa Trời? And I looked at her. Thì tôi nhìn cô. It's a good question. Tôi nói rằng câu hỏi của con là câu hỏi tốt. And I began to explain to her. Và tôi bắt đầu giải thích cho cháu. You first should start right here. Tôi nói rằng nó bắt đầu từ ngay chỗ này. Explain to them who God is first. Phải giải thích cho biết Đức Chúa Trời là ai. Explain to them. Rồi giải thích thêm. The creation that He has done in this entire world. Và cái công tác sáng tạo của Ngài trời nên trời đất thế giới của chúng ta. Start there. Bắt đầu từ chỗ đó. This is from my experience of people asking me, how do you know God's real? Bởi vì đây là cái ngoài cái kinh nghiệm tôi mà tôi đã giải thích cho những người đến và bày tỏ cái sự thắc mắc của họ là làm sao để anh biết là Đức Chúa Trời có thật. And I challenge you. Và tôi thách thức anh chị em. That you should be in a place where you can help people understand that. Đó là đáng lý chúng ta mỗi người đều có thể ở trong cái vị trí chúng ta có thể giải thích giúp đỡ cho người ta hiểu được Đức Chúa Trời. The kingdom won't grow if we're not doing that.
Anh chị em, vương quốc của Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ phát triển nếu chúng ta không làm điều này. You need to know the truth. Chúng ta cần phải biết lẽ thật. And live it out. Và chúng ta sống với lẽ thật. And take back what the enemy has stolen. Và chúng ta giành lại những gì mà kẻ thù đã ăn cắp của chúng ta. Stand to your feet. Chúng ta cùng đứng lên. Right now, this is what I want us to do. Đây là điều mà lúc này tôi mời anh chị em làm. I want you right now. Tôi muốn anh chị em trong lúc to này begin declaring over your life. Bắt đầu công bố trên đời sống của anh chị em. The truth. Lẽ thật. Of being a child of God. Bạn là con của Đức Chúa Trời. I am a child of God. Tôi là con của Đức Chúa Trời chi cao. I am not abandoned. Tôi không bị bỏ rơi. He is always with me. Ngài luôn ở gần tôi. He loves me. Ngài yêu thương tôi. He's forgiven me. Ngài tha thứ tôi. He's given me life. Ngài ban cho tôi sự sống. The enemy has no right over my life. Kẻ thù, ngươi không có quyền trên đời sống của ta. Resist the devil and he will flee from you. Anh chị em, hãy phục Đức Chúa Trời, chống trả ma quỷ thì nó sẽ lìa anh chị em. Begin speaking against those things that he's trying to do in your life. Cho nên hãy bắt đầu nói nghịch lại với những điều mà chúng toàn định làm trong đời sống của anh chị em. And declare Jesus' name over that situation. Và công bố danh của Đức Chúa Giêsu trên cái hoàn cảnh đó. If it's your health, nếu nó là sức khỏe của anh chị em, I declare right now, tôi công bố ngay giờ này, in Jesus' name, trong danh Chúa Giêsu, that my body will be healed. Đó là thân thể của tôi sẽ được lành. I declare right now, tôi công bố ngay bây giờ, in Jesus' name, trong danh Chúa Giêsu, that my body, đó là thân thể của tôi, will function, sẽ hoạt động, how God has created it to function, như cách mà Đức Chúa Trời đã định cho nó khi Ngài dựng nên nó. Declare over your family, hãy công bố cho gia đình anh chị em, my family, gia đình của ta, knows your love, gia đình của con biết tình yêu của Chúa. My child knows your love. Con cái của con biết tình yêu của Chúa. My husband, my wife knows your love. Chồng của con, vợ của con biết tình yêu của Chúa. Right now. Cho nên ngay bây giờ. In the name of Jesus. Trong danh Đức Chúa Giêsu. We cancel. Tại vô hiệu quả. Every lie the enemy has told to the family. Tất cả những lời lừa bịp phỉnh dối mà kẻ thù đã nói đối với những người thân thương, những thành viên trong gia đình của ta. They are loved by you. Những người này được Chúa yêu. They are forgiven by you. Họ đã được Chúa, chính Chúa tha thứ. Enemy, hãy kẻ thù ta. In the name of Jesus, trong danh Đức Chúa Giêsu, take your hand off their life. Hãy rút tay ngươi lại khỏi những người thân. Lord, lạy Chúa, open up their eyes. Lạy Chúa, xin mở mắt họ. To see the truth, để thấy được lẽ thật. That you love them, đó là Chúa yêu thương họ. That you've given your life for them, đó là Chúa Ngài đã ban sự sống của Ngài cho họ. God, open up their heart. Lạy Chúa, xin mở tấm lòng của người thân con. To receive your love, để họ sẽ tiếp nhận tình yêu của that Chúa. That is like no other love in this world. Vì tình yêu này không gì có thể so bằng ở trên thế gian này. God, lạy Chúa, use my life, xin sử dụng đời sống con, with the truth that I know, với lẽ thật mà con đã biết. Keep me awake, xin giúp con luôn tỉnh thức. Keep me close, xin giúp con luôn gần Chúa. Allow me, lạy Chúa, xin cho phép con, to use my life, để sử dụng đời sống con, to be a representation of you, để làm một cái người đại diện cho Chúa, to help those in need, để giúp đỡ cho người đang có cần, to bring people closer to you, để đem người ta đến gần Chúa càng hơn. Right now, Lord, lạy Chúa, ngay bây giờ, I declare boldness in my life. Con công bố sự dạn dĩ trong cuộc đời con. Through you. Qua Chúa. Confidence in my life. Lạy Chúa, qua Chúa con có được sự tin chắc ở trong đời sống con. Through you. Qua Chúa. That Lord. Lạy Chúa. You have given me all things that I need in life. Chúa đã dành ban cho con tất cả những gì con cần trong cuộc đời này. Because I'm your child. Bởi vì con là con cái của Đức Chúa Trời. And you love me. Ngài yêu con. This is the truth. Đây là lẽ thật. Never allow me, Lord. Lạy Chúa, xin đừng bao giờ để con to veer off from that truth. Để con tẻ tách khỏi lẽ thật đó. Keep me grounded in your spirit. Xin giúp đỡ để con neo chặt những điều này trong tấm lòng của con. And Holy Spirit, Lạy Chúa Thánh Linh, speak the truth to us daily. Xin phán dạy lẽ thật của Ngài, bày tỏ lẽ thật của Ngài trong đời sống chúng con mỗi ngày. Keep us aligned. Lạy Chúa, xin giúp đỡ để chúng con có một mối liên hệ đúng với Chúa. Keep us focused. Giúp đỡ cho chúng con hết sức tập trung. Thank you, Lord. Cảm ơn Chúa. In Jesus name we pray. Trong danh Đức Chúa Giêsu chúng con cầu nguyện. Amen. Amen. Amen, church. Hội thánh. This week, trong tuần này, begin declaring. Hãy bắt đầu công bố over your family. Trên gia đình của anh chị em. Take back what it is that the enemy has taken. Lấy lại những gì kẻ thù đã cướp của chúng ta. Be encouraged. Hãy được khích lệ. Be strong. Hãy mạnh mẽ. Be a blessing to others. Hãy làm nguồn phước cho nhiều người. We'll see you next week. Sẽ gặp lại anh chị em trong tuần tới. Amen. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa
Chúa yêu hết thảy anh chị em.